chương 5180, giết lục tầm, một đoàn người lục soát khắp nơi, tất cả đều là thánh nhân, nếu đi chung với nhau sẽ lãng phí nhân thủ, bởi vậy, mọi người đều phân tán ra. Đương nhiên, mỗi người bọn họ đều cẩn thận, nếu gặp đế tử tuyệt địa, không địch lại thì phải chạy, tuyệt đối không thể ham chiến. Ở chỗ này, cho dù thánh nhân mạnh hơn cũng không dám phát động thân pháp phi nước đại, cho nên, chỉ cần không ham chiến, cơ bản không có vấn đề gì. Lăng Hàn chắp tay đi, hắn bắt đầu ra tóc hắn muốn thử một chút, chính mình có thể phát huy bao nhiêu tốc độ tại nơi này. Bành, 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 hắn vừa ra tốc, đế uy hóa thành lợi kiếm đâm vào người của hắn. Nhưng mà, thể phách cường đại của hắn phát huy tác dụng, lợi kiếm đánh tới đều bị vỡ nát, mà hắn chỉ cảm giác rung động mà thôi. Còn có thể nhanh hơn chút nữa, hắn lại đi nhanh, rốt cục hắn đã tới cực hạn thừa nhận, đế uy hóa thành lợi kiếm đã tạo thành uy hiếp thực chất với hắn. Dưới tốc độ như thế, hắn đại khái có thể chống đỡ 3 năm phút đồng hồ việc này tương đương với tốc độ của giáo chủ đặt ở nơi này thì nhanh đến mức không có thiên lý có thể nói thậm chí đa gia phật cũng không bằng hắn lang hàn có thể không hạn độ thả ra thần thức bao trùm quanh khu vực một dặm quanh người hắn có thể bảo đảm trong khu vực này không có cá lọt lưới kỳ thật có thể đối kháng đế uy ở đây cũng là một phương pháp tu luyện lang hàn thì thào nhưng nơi này mai táng không chỉ một thần thú khi tức quá mức hỗn tạp ở lâu sẽ có hại hắn tiếp tục hành tẩu bây giờ hắn đã là thánh nhân mạnh nhất, cho dù gặp khô lâu thánh binh cũng không sợ, duy nhất có thể trấn áp hắn chính là đế cấp. Hả, ánh mắt hắn sáng lên, hắn nhìn thấy một người, lục tầm, đế tử sa đọa lang hàn mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Trước đó cát lão gia tử vẫn lạc chính là kim ô đại đế xuất thủ, hiện tại gặp được con của đại đế sa đọa có thể thu chút tiền lãi vì cát lão gia tử. Nếu như hắn kinh hỉ đối với lục tầm mà nói lại là ác mộng. Lục tầm không nói hai lời, Hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ở chỗ này, chuẩn cũng không thể phát huy tốc độ cao nhất, hắn tự tin có thể bỏ chạy. Nhưng mà, hắn mới chạy mấy bước, hắn cảm giác vai bị người ta ngăn lại, cho nên hắn cũng dừng bước. Hắn hoảng sợ nhìn thấy trên vai có bàn tay, là Lăng Hàn, khốn kiếp, ra hỏa này đuổi kịp mình lúc nào? Phải biết, bọn họ trước đó cách xa nhau 10 dặm, đừng nhìn lúc bình thường chỉ bằng một ý niệm là tới nơi, nhưng mà ở chỗ này, không nói như một trời một vực, có thể nói là cách rất xa không thể tưởng tượng nổi, hắn lại bị đuổi kịp nhanh như thế. Tại sao Lăng Hàn có thể nhanh như vậy? Ngươi cũng chỉ là thánh nhân đấy. Lăng Hàn cười một tiếng, trước tiên tiến ngươi lên đường, ngày sau sẽ tiến phụ thân của ngươi đi địa ngục cùng ngươi. Lăng Hàn, ngươi dám giết ta, lục tầm kinh hô, phụ thân ta chính là Kim Ô Đại Đế, ngươi muốn kết tử thù với Đại Đế hay sao? Lăng Hàn cười ha ha, hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải tử thù sao? Nếu như nói chỉ có 12 tuyệt địa xâm lấn, vậy song phương chỉ có vấn đề lập trường, nhưng lại thêm các lão gia tử vẫn lạc, ân oán hai bên đã sâu hơn rất nhiều. Đại đế truy sát, người tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lục tầm còn muốn đe dọa, nha, lang hàn gật gật đầu, người còn di ngôn gì không? Lục tầm cắn răng, oanh, bỗng nhiên trên người xuất hiện ánh lửa vàng óng hóa thành vô số vũ tiễn bắn về phía lăng hàn. Lần này hắn thật sự liều mạng, không tiếc trả giá thiêu đốt thánh hỏa, bằng không hắn chỉ có một con đường chết, thậm chí thánh hỏa còn bị lăng hàn lấy đi, hóa thành chất dinh dưỡng tăng tu vi của đối phương. Lăng Hàn không có trốn tránh, cũng không có chống đỡ, hắn duy trì tư thế ban đầu, mặc cho ngàn vạn vũ tiễn đánh tới. Bành bành bành, trên người hắn có thánh hỏa cùng quy tắc nổ tung, nhưng mà, bản thân hắn không di động, cũng không bị thương. Lục tầm chấn kinh đến mức trong mắt sắp sắt ra ngoài, đây là thể phách khủng khiếp cỡ nào. Thật là đáng sợ, quái vật, Lăng Hàn không nói nhảm, một đạo ý niệm xông ra đánh vào trong thức hải lục tầm. Cái gì đại đế bảo cụ, Bây giờ không thể ngăn cản Lăng Hàn, dù sao, đại đế cũng không có khả năng tiện tay luyện ra bảo vật cấp bậc đại đế, mà thánh cấp lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Oanh, Thức Hải của Lục Tầm thức bị đánh nát, hai mắt thất thần và mất đi hào quang. Thức Hải vỡ vụn, đương nhiên là chết. Lăng Hàn rút ra thánh hỏa của Lục Tầm, lập tức luyện hóa. Hắn vốn khinh thường làm như thế, nhưng mà, hiện tại tình thế quá ác liệt, hắn nhất định phải nhanh chóng gia tăng tu vi lên. Nhưng mà thánh hỏa trong cơ thể hắn lập tức đốt thánh hỏa của lục tầm thành cặn bã, chỉ lưu lại một tia tinh hoa, thánh hỏa của hắn cũng tăng lên một ít. Cái này, lăng hàn cười khổ, hắn thắp sáng thánh hỏa quá trâu bò, vạn cổ đệ nhất, thế nhưng cần phải trả cái giá tương ứng, chính là tăng lên quá chậm. Thánh nhân khác thôn phệ thánh hỏa, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, hắn thì sao? Thánh hỏa của lục tầm là loại chất lượng tốt nhưng trợ giúp hắn cũng nhỏ đến thương cảm. Trong thiên hạ, tất cả thánh nhân đều giao thánh hỏa cho ta, ta có thể tăng lên một cấp độ không? Lăng Hàn lắc đầu, đây là việc làm hắn buồn bực, hắn thiếu đi một phương pháp tăng lên nhanh chóng. Nhưng như thế cũng tốt, luyện hóa thánh hỏa của người khác sẽ cho Lăng Hàn một loại cảm giác tà ác, hơn nữa, khẳng định sẽ làm cho thánh hỏa hỗn tạp, ảnh hưởng tới chiến lực. Lăng Hàn tiện tay ném thi thể lục tầm sang một bên, hắn tiếp tục tiến lên. Giết một lục tầm đã không có khả năng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hiện tại, trong mắt của hắn chỉ có 12 tuyệt địa, còn có 36 thần thú trong vực sâu nguyên thủy, thần thú xuất hiện quá thần bí. Hơn nữa, nơi này đã có thần thú mộ địa, thần thú đối ứng trong vực sâu nguyên thủy là thế nào? Tinh cầu này quá to lớn, nếu đây là mộ địa do thần thú lựa chọn, đương nhiên to đến kinh người, muốn lục soát từng tấc đất một lần, tốn thời gian kinh người. Vạn nhất tiên thiên kim linh cũng trốn vào sâu trong lòng đất thì sao? Vậy thì càng khó tìm, Lăng Hàn Ý tưởng đột phát, nếu hắn phục sinh tinh cầu này thì sao? một khi tinh cầu phục sinh địa mạch sẽ cho hắn sử dụng khi đó tìm kiếm vị trí của tiên thiên kim linh cũng dễ dàng chủ ý này không tệ lăng hàn khoanh chân tiến hành câu thông với tinh cầu dù phục sinh tinh cầu cần thời gian rất lâu nhưng so sánh với đi loạn không có manh mối hắn làm như vậy càng đáng tin cậy hơn ý thức của lăng hàn không ngừng tràn tiến vào sâu trong lòng đất trong đó đầy đế uy nhưng cũng không cuồng bạo như trên mặt đất ý thức của hắn có thể xâm nhập nhưng mà hắn nhanh chóng đạt tới cực hạn hắn không thể đi tới địa mạch. lang Hàn nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp chui vào lòng đất và tiến về địa hạch. Nhưng mà, mặc dù đế uy dưới đất yếu hơn một chút, nhưng đại địa bị đế uy thiên truy bách luyện rất kiên cố, cho dù kém vực sâu nguyên thủy nhưng cũng hạn chế lang Hàn rất lớn. lang Hàn tiến lên gian nan, chương năm 1181, phục sinh tinh cầu. lang Hàn phá vỡ mà vào dưới mặt đất, từ từ xâm nhập. Đổi hắn ra, không ai có thể làm được. Khô lâu thánh binh cũng như thế, chỉ nói lực phá hoại, Lăng Hàn tuyệt đối là mạnh nhất dưới đại đế. Năng lượng hủy diệt và đại đạo quang cùng phát huy, thậm chí hắn có thể tùy tiện đánh nát thánh liệu, đây là khái niệm gì? Đương nhiên, cùng đại đế không thể so sánh. Lăng Hàn từ biển máu nữ đế ký ức hình ảnh bên trong thấy rõ ràng, người ta tùy tiện ở đế trong điện khắc chữ, mà hắn thì sao? Nhưng bây giờ, Lăng Hàn có thể bảo đảm, chỉ cần tuyệt địa chi chủ không ra, không có người có thể cùng hắn so lực phá hoại. Hắn cứ mở đường tiến vào địa hạch, tốt, bắt đầu. Lăng Hàn bắt đầu phục sinh viên tinh cầu này. Oanh, hắn thả thần thức ra, mênh mông như biển lớn, cũng bao phủ hết toàn bộ địa mạch. Đây là một viên tử tinh, nó đã chết từ cách đây rất lâu rồi. Là bởi vì uy áp đại đế sao? Lăng Hàn đang cảm ứng tỉ mỉ, hắn cho rằng phải, cũng không phải. Viên tinh cầu này thật sự bị lực lượng đế cấp tiêu diệt, nhưng mà, trước đó, có mấy cổ lực lượng đang bảo vệ nó, đây đều là lực lượng đế cấp. Từng thần thú hóa đạo ở đây, cũng không có hủy viên tinh cầu này đi, Ngược lại trước khi hóa đạo còn dùng lực lượng của mình để bảo toàn, cũng không biết lúc nào, về sau có tồn tại đế cấp đi đến nơi này, tạo thành phá hư mang tính hủy diệt. Dù đã trải qua vô số nhưng lực lượng phá hư của đế cấp vẫn còn tồn dư, hơn nữa rất thường đại. Lăng Hàn hiện tại đã có tư cách tiếp xúc một chút đế cấp, hắn có thể nói rất khẳng định, đế uy này mạnh hơn Chân Long Đại Đế trong vực sâu nguyên thủy, cũng mạnh hơn Tuyệt Địa chi chủ. Đương nhiên, vị Chân Long Đại Đế kia khẳng định có vấn đề mà tuyệt địa chi chủ lại không thể toàn lực ứng phó cho nên lăng hàn không cách nào phán đoán trực quan nhất chỉ có thể nói tồn tại đế cấp rất mạnh vì cái gì thần thú muốn bảo vệ tinh cầu này nhưng lại có đại đế muốn diệt nó đi thần thú thần thú phục sinh trong vực sâu nguyên thủy có liên hệ gì hay không có lẽ sống trong viên tinh cầu này hắn có thể từ trong trí nhớ của tinh cầu mà nhìn ra manh mối lăng hàn muốn thử một lần bởi vì vị diện trong cơ thể của hắn có vô số tinh cầu Cả hai không thể đánh đồng, nhưng Lăng Hàn cảm thấy, với lực lượng của hắn có lẽ có thể ôn dưỡng viên tinh cầu này, sau đó phá rồi lại lập. Hắn phóng xuất lực lượng tự thân, cũng nỗ lực làm vị diện trong cơ thể mình cộng minh với tinh cầu. Đây là quá trình nếm thử dài rằng dặc nhưng Lăng Hàn cũng không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, nguyên nhân trong quá trình này, hắn cũng thể ngộ vị diện sâu hơn. Sau khi bước ra khỏi nguyên thế giới, hắn cũng rất ít chú ý vị diện của chính mình, chỉ biết rõ, nó có thể trợ giúp hắn đột phá cực hạn. Nhưng so với đại thế giới bên ngoài, tồn tại trong cơ thể hắn quá yếu ớt. Thiên Tôn ra ngoài yếu ớt như hài nhi mới sinh, cái gì pháp khí Thiên Tôn lấy ra còn không bằng bùn. Nhưng bây giờ, Lang Hàn phát hiện mình có thể thân nạp tinh cầu đại thế giới vào trong cơ thể, hắn có suy nghĩ khác. Vị diện trong cơ thể có thể lấy ra ngoài và hóa thành một bộ phận của thế giới này. Phải biết, vị diện còn mạnh hơn Thiên Tôn, nếu như mang từng vị diện ra, có thể tránh việc bị đại thế giới đè ép thành cặn bã hay không? Đương nhiên sau kho mang ra ngoài, vị diện phát triển như thế nào chính là một vấn đề khác. Lăng Hàn thất thần, hắn vội vàng kéo lại, sau này suy nghĩ thêm, vấn đề hiện tại là phục sinh tinh cầu. Có lẽ, đại đế không có khả năng hồi sinh cho tinh cầu, nhưng Lăng Hàn có nguyên thế giới nên sẽ làm được. Đương nhiên, đám người đinh thủ cũng làm được nhưng chiến lược của bọn họ không bằng Lăng Hàn, căn bản không có khả năng tiến vào địa hạch, cho nên cũng bài trừ khả năng này. Lăng Hàn rút lực lượng vị diện trong cơ thể ra ngoài rót vào bên trong địa hạch, đồng thời hắn dùng tinh thần lực cộng minh với địa hạch. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, địa hạch vẫn đầy tử khí như cũ, không hề có biến hóa. Lăng Hàn không vứt bỏ, thứ nhất hắn tin tưởng mình sẽ tốn thời gian, thứ hai, hắn càng vận dụng càng cảm mộ sâu hơn về vị diện lực, hắn vẫn có thu hoạch của mình. Liên tục 3 tháng, lại nửa năm, Lăng Hàn tiếp tục rót năng lượng vào trong địa hạch, đột nhiên, hắn cảm nhận có lực lượng phản hồi, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng đã xảy ra. Hắn mừng rỡ, đây là ý chí tinh cầu sắp thức tỉnh sao? Tiếp tục, Lăng Hàn lại rót năng lượng vào, lần này, hắn còn tỉ mỉ lưu ý quá trình tinh cầu phục sinh là như thế nào. Lại trôi qua nửa năm, tinh cầu phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, trong thời gian ngắn, tinh cầu không có to lên, dù sao cũng nằm trong trạng thái tử vong lâu dài, bỗng nhiên sống tới, nó không tổn thương hay sao? Sau đó, cần cầu từ từ thức tỉnh, không sao, tinh cầu đã phục sinh, khẳng định có thể mượn địa mạch, giống như kinh mạch trong cơ thể người dù suy yếu nhưng cũng có thể cho huyết dịch lưu động hắn thông qua ý thức của địa hạch từ đó có thể quan sát toàn bộ tinh cầu hắn tìm thấy đám người hầu ca nữ hoàng trước tiên còn tốt không có ai bị ảnh hưởng nhưng bây giờ có rất nhiều đế tử tuyệt địa đi tới thậm chí còn mang theo khô lâu thánh binh đánh đâu thắng đó gặp được bọn họ đám người hầu ca và các đế tộc chỉ có thể tránh lui tạm thời cũng không quan trọng lang hàn quyết định chờ một lúc nữa sẽ đi ra ngoài từ đó thu thập những khô lâu thánh binh kia Hiện tại trọng điểm là tìm kiếm vị trí của Tiên Thiên Kim Linh. Việc này quan hệ quá lớn, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Tuyệt Địa chi thủ. A, à, Lăng Hàn định vị một nơi, nơi này tràn ngập Đế Uy, là nơi có Đế Uy nồng đậm nhất trên tinh cầu. Các thần thú vẫn lạc ở đây sao? Bởi vì nơi này Đế Uy quá mức mãnh liệt, ý thức của Lăng Hàn cũng chỉ có thể cảm ứng được một nơi như thế, nhưng không có cách gì dò mó tình huống cụ thể, bởi vậy, hắn quyết định trực tiếp đi qua nhìn xem. Tinh bộ không thích hợp ở nơi này nguyên nhân tinh cầu vừa mới thức tỉnh, địa mạch quá mức yếu ớt, cũng không thể thức tỉnh được. Lang Hàn ra khỏi địa hạch, hắn đi trước tìm đám người nữ hoàng. Hiện tại hắn có thể dùng địa mạch tìm mọi người, bởi vậy, hắn không tốn nhiều thời gian cũng tìm được mọi người. Đương nhiên, hắn không thông chi các đế tộc khác, bởi vì tìm được tiên thiên kim linh sẽ huyên náo không thoải mái, còn không bằng không cho bọn họ biết rõ. Tiểu Hàn Tử, nhanh đi giúp hầu ra đòi lại công đạo. Thời điểm tìm được đại hắc cầu, đồ lót sắt của gia hỏa này nứt ra. Có khô lâu thánh binh biến thái muốn bạo cúc của cậu ra. Ách, người suy nghĩ nhiều, khô lâu thánh binh làm gì có ham mê như thế, chỉ đúng lúc đánh vào vị trí đó. Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đi tìm tiên thiên kim linh, đây mới là thứ trọng yếu nhất, chương năm 1182, gặp lại đồng minh. Lăng Hàn không có phát hiện ba vị chuẩn đế, không phải đám người đa gia Phật không tới, mà là chuẩn đế quá cường đại, tự có thủ đoạn ẩn nấp hành tung của mình, lăng hàn muốn thông qua địa mạch yếu ớt tìm bọn họ làm sao có thể chứ nhưng ba vị này không cần lăng hàn quan tâm mạnh như chuẩn đế đại đế không ra ai có thể chấn áp lăng hàn dẫn đường dẫn mọi người tiến lên tốc độ của bọn họ không nhanh bởi vì không đi đường vòng nên sẽ đi tới đó trước tiên biết được hành động vĩ đại khi lăng hàn phục sinh tinh cầu mọi người đều cả kinh như thế cũng được nói như vậy chỉ cần tiểu hàn tử còn sống dù toàn bộ dương gian đều bị âm hồn khống chế chúng ta cũng có thể phục sinh từng tinh cầu cũng đoạt lãnh thổ bị mất trở về đây là một chiêu cuối cùng cũng lưu lại đường lui cho dương gian lăng hàn không chết dương gian không diệt hả đột nhiên lăng hàn dừng bước hắn nhìn về một phương hướng khác làm sao vậy nữ hoàng hỏi với tính cách của lăng hàn thời điểm hắn quyết định đi làm một việc thì không có bỏ cuộc nửa đường cho nên hắn khẳng định có phát hiện lăng hàn cười một tiếng nhìn về phía đại hắc cẩu có muốn báo thù hay không đại hắc cầu thông minh cỡ nào, lập tức nói, phát hiện đế tử tuyệt địa sao, lang hàn gật đầu, đi đi đi, chơi hắn, đại hắc cầu nhìn đồ lót sắt bị nứt của mình, nó rất bi phẫn, nghĩ bạo cúc cầu ra, chờ một chút, đại hắc cầu lại khoát tay, các ngươi chớ hành động, để cầu ra một người lên, chỉ cần tiểu hàn tử nghe cầu ra chỉ huy trong âm thầm, chỉ đâu đánh đó, bảo vệ cầu ra là được rồi. Chịu đại nhục như thế, kém chút bị đánh nát đồ lót sắt, đương nhiên đại hắc cầu sẽ tìm lại mặt mũi báo thù không trang bức thì làm gì có ý nghĩa. Lăng Hàn cười một tiếng, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng đại hắc cầu bị thiệt lớn, không cho nó báo thù thì ý nghĩ của nó không thông suốt, vẫn cứ tác quái. Được rồi, hẳn cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Đại hắc cầu lao ra ngoài, lao về hướng Lăng Hàn vừa chỉ, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì đi nhanh chính là tìm chết. Nó đi ra không xa, chỉ thấy phía trước liền xuất hiện hai người. Nói là hai nhưng không đúng, nguyên nhân một người là người, nhưng một cái khác chính là kia vật khô lâu cao trăm trượng. Đế tử tuyệt địa đồng minh, khô lâu thánh binh, sau khi phát hiện đại hắc cầu, đồng minh cười lạnh. Là tiện cầu, nếu như nói, lăng hàn uy hiếp tuyệt địa lớn nhất, như vậy miệng tiện của đại hắc cầu hấp dẫn thù hận nhất. Vạn cổ đệ nhất tiện thánh, danh xứng với thực, chó chết, người thật không may, lại đụng phải bản đế tử. Đồng minh cười lạnh, đừng nói bên người còn có một đầu khô lâu thánh binh, cho dù chỉ có một mình hắn cũng đủ làm thịt tiện cầu này, con của đại đế yêu nghiệt cỡ nào, chỉ không bằng tên biến thái lăng hàn mà thôi. Đại hắc cầu đã mang tức giận trong bụng, hiện tại nó càng nắm chắc nên không sợ. Tiểu Minh Minh, người hôm nay quên đánh răng hay vừa ăn cứt, tại sao miệng thối như vậy? Đồng Minh bó tay rồi, người không biết miệng của người thối cỡ nào sao? Thế mà còn trả đũa, quả nhiên là tiện thánh. Hắn có ý định đánh chết đại hắc cầu, làm cho lăng hàn thiếu đi một đại sát khí, dù sao, miệng tiện của đại hắc cầu tương đối có uy hiếp, có thể làm cho người ta giận dữ, sẽ ảnh hưởng cảm xúc. Cho nên, hắn cũng không vội xuất thủ, mà là ổn định đại hắc cầu trước, một bên để khô lâu thánh binh cản phía sau đại hắc cầu, từ đó cắt đứt đường lui của đối phương. Sau đó hai bên vào vị trí, khi đó sẽ chém đầu đại hắc cầu. Hắn cố ý nói chuyện tào lao với đại hắc cầu, mà đại hắc cầu vô cùng phối hợp, sau khi nói nhảm với đối phương, ngược lại ở phương diện nói nhảm, nó nói mình đứng thứ hai, tiểu thanh long cùng lăng hàn cũng không dám xưng thứ nhất. Mặc dù chỉ nói mấy câu nhưng đồng minh vẫn tức giận sắp bùng nổ, ai bảo hắn nói chuyện với đại hắc cầu. Nhưng mà, khô lâu thánh binh đã tiến tới phía sau. Rất tốt, không cần nhìn tiện cầu này nữa. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ là chó chết. Hắn tuyên bố, phi, cầu ra hôm nay sẽ không chết, ngày mai cũng sẽ không chết, mà ngươi chết một trăm vạn năm, cầu ra vẫn sống yên lành, hàng năm sẽ tới một phần của ngươi vãi nước tiểu, cũng bón phân cho phần mộ của ngươi. Đại hắc cầu sẽ không yếu thế, nó hoàn trả gấp bội, khóe miệng của đồng minh co giật mẹ nó nói nhiều với tiện cầu sẽ bị nội thương chết đi hắn xuất kích tấn công đại hắc cẩu oanh chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn hóa thành gốc ma quỷ phóng lên cao dây leo mở rộng tấn công đại hắc cẩu đại hắc cẩu không có xuất thủ ngăn cản hai cái chân trước chắp sau lưng hư tán cho bổn tỏa rướt tiếng banh ma quỷ bị đánh nát đồng minh buồn bực nơi này tràn ngập khí thức đại đế hơn nữa khí thức biến thành thực chất cho nên hắn không cách nào đánh xa tự nhiên sẽ đụng chạm vào khí tức đại đế, trực tiếp làm tan giã công kích của hắn. Hắn vẫn không hiểu, rõ ràng hắn đã tận lực tránh đi. Không có việc gì, một kích không được thì hai kích, hắn hiện đại chiếm cứ chủ động hoàn toàn. Đồng minh lại xuất ra một chiêu, vẫn là một gốc ma quỷ tấn công đại hắc cầu. Thiên địa có đạo, không cho phép nhiễu loạn, đại hắc cầu trang bức, nó rũi móng vuốt về phía trước. Lui tán cho cầu ra, banh, ma quỷ nổ tung lần nữa. Khốn kiếp, đồng minh trợn mắt, làm sao lại đúng dịp như thế vừa rồi có một đạo khí thức đại đế bị lệch phương hướng kết quả công kích của mình đụng vào tự nhiên sẽ bị hóa giải nhưng vấn đề là tại sao trùng hợp như thế hơn nữa tiện cầu quá ung dung chẳng lẽ nó không biết sao thực lực của mình hơn xa nó hơn nữa thân là thánh nhân ách cho dù là tiện thánh sức quan sát cơ bản vẫn phải có ngươi không hiếu kỳ vừa rồi khô lâu thánh binh bên cạnh ta đi đâu hắn nhíu mày không thể đêm dài lắm mộng Đồng minh lao tới gần, hắn muốn rút ngắn khoảng cách lại ra tay, như thế, khí tức đại đế không thể quấy nhiễu được nữa. Hắn nhanh chân tiến lên, cách đại hắc cầu càng ngày càng gần. Hừ, uy áp của bổn tỏa, loại người như ngươi có thể tưởng tượng nổi sao. Đại hắc cầu rũi vuốt cháo ra, quy xuống cho bổn tỏa, thả, hai chữ cái rắm còn chưa nói ra, đồng minh đã cảm giác có lực lượng ập tới, hai chân của hắn hoàn toàn không bị khống chế, ba, hắn quỳ xuống. Cái gì? đầu lưới của hắn suýt phun ra đại hắc cầu lại có thực lực khủng bố như vậy mẹ nó chẳng lẽ ngươi mới là boss ẩn chân chính hay sao hắn vội vàng phát ra tín hiệu triệu hoán khô lâu thánh binh tới đây là đại sát khí quét ngang vạn thánh a à, khô lâu thánh binh đâu tại sao không có đáp lại triệu hoán của hắn đại hắc cầu có năng lực quan sát nét mặt cường đại cỡ nào nó lập tức cười lạnh nói còn tại trông cậy vào quái vật khô lâu hư cho rằng bổn tọa không biết nó vòng ra sau lưng hay sao nó đã sớm bị bản tọa giải quyết. Chương ba thi thể thần thú đâu? Đồng minh một vạn cái không tin đại hắc cẩu, nhưng vấn đề là, hắn cùng khô lâu thánh binh đã mất đi liên hệ hoàn toàn. T, tiện cầu này chính là vương bài ẩn giấu trong đoàn đội của Lăng Hàn sao? Kỳ thật Lăng Hàn chỉ đẩy lên mặt bàn để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chính chủ là tiện cầu này. Không không không, đồng minh vội vàng tự nhủ, là mình suy nghĩ nhiều. Với sự đáng sợ của Lăng Hàn đã là yêu nghiệt nhất vạn cổ, còn có ra hỏa yêu nghiệt hơn hắn sao? Chẳng lẽ, hắn mãnh kinh, hắn nhìn khắp bốn phía, quy hoa tử, còn không mau mau hóa thành nguyên hình, bản tọa muốn gặm mấy hạt hướng dương, ân, ép thành dầu xào rau cũng không tệ. Đại hắc cầu cười nói, ta chính là ma quỷ nhất tộc, phụ thân chính là đại đế, ngươi lại dám trêu chọc ta như thế. Đồng minh hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Lăng Hàn, ta biết ngươi ở chỗ này, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Sau khi hắn hét lớn một tiếng, bốn phía không phản ứng chút nào nơi này hoàn toàn yên tĩnh quỳ hoa tử người dám xem thường cẩu ra đại hắc cẩu kêu to nó nhanh chân lao tới gần đồng minh đờ nhưng mà cho dù trên mặt giận dữ vẫn không thể che giấu dương dương đắc ý nhìn bốn chân của nó vung vẩy là biết đồng minh bi phẫn nhưng hắn đường đường là con của đại đế càng là thánh nhân lục tinh hiện tại phải quỳ dối trước mặt tiện cẩu nếu việc này truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào gặp người hơn nữa mang theo sỉ nhục như thế hắn tất nhiên sẽ lưu lại khúc mắc làm thế nào xung kích đế vị. Nghe nói người ngấp nghé hoa cúc của cầu ra, đại hắc cầu đến gần, nó vung móng vuốt tát một cái, ba, âm thanh thanh thúy vang dội nhưng nó lập tức nhe răng. Ngoá, da mặt của ngươi dày hơn tường thành hay sao, không ngờ lại cứng như thế. Đồng minh chỉ nghĩ đã thổ huyết, hắn thân là con của đại đế, nhận được tài nguyên đương nhiên vô cùng kinh người, thể phách của hắn ngưng luyện tới mức châu bò. Nhưng vấn đề là, để tát chính mình mà đau tay, thể phách của ngươi kinh người cỡ nào. Hơn nữa, ai nói hắn ngấp nghé hoa cúc của ngươi. Đồng minh tin tưởng, hắn nửa đời trước chửi mắng không nhiều bằng hiện tại. Đại hắc cầu có công lực phá tâm cảnh của người ta tuyệt đối là nhất lưu trong nhất lưu. Ngươi xem một chút, đồ lót của cầu ra đều bị các ngươi xé rách, quả thực là lưu manh. Đại hắc cầu chỉ vào đồ lót sắt lóng lánh của mình, sau đó lại nhăn nhó một lần. Cho dù cầu ra đồng ý, các ngươi cũng phải ôn nhu một chút, hiểu không? Phốc, Đồng minh không nhịn được thổ huyết, quỳ gối trước mặt đại hắc cẩu và bị tát đã đủ sỉ nhục rồi, hiện tại còn bị chỉ trích như thế, hắn đã bao giờ bị hất nước bẩn như bây giờ lần nào. Còn chưa tức chết đã không tồi rồi, đại hắc cẩu dương dương đắc ý, lý niệm của nó chính là buồn nôn chết ngươi, hiện tại hắn cảm giác đại thù được báo nên cực kỳ sảng khoái. Cẩu ra tiến ngươi lên đường, nó rỗi móng vuốt cho tát đồng minh, đồng minh muốn chống cự, nhưng căn bản không thể động đậy. Hắn là thánh nhân lục tinh thì như thế nào, trong tình huống không thể chống cự, hắn làm sao có thể ngang hàng một vị thánh nhân khác. Bang, một kích qua đi, hắn lại không chết, trên trán xuất hiện cái bọc lớn. Thể phách mạnh mẽ kinh người, dù sao cũng là con của đại đế, đại hắc cầu đánh chúng chỉ lưu lại vài cái bọc lớn trên đầu đồng minh mà thôi. Hắn nghe răng, xoa móng và hô lớn, tiểu hàn tử, người tới đi, đầu của gia hỏa này giống như thánh liệu tạo thành, đánh chúng làm móng vuốt của cầu ra đau quá. Xeo, lăng hàn hiện thân đồng minh hoa mắt nhưng vẫn nhìn thấy cảnh này quả nhiên là lăng hàn nhưng đây chính là suy nghĩ cuối cùng của hắn bành lăng hàn đánh hắn thần hồn câu diệt đại hắc cầu vội vàng bắt giữ thánh hỏa của đồng minh đây chính là kẻ địch nó không cần cố kỵ lăng hàn cũng không có ngăn cản hắn không muốn dùng phương thức này tăng tu vi nhưng sẽ không ngăn cản đại hắc cầu hôm nay thiên hạ lâm nguy cần mỗi người đều cường đại lên chờ đại hắc cầu luyện hóa thánh hỏa của đồng minh hai người trở về đội ngũ sau đó tiếp tục tiến lên nhưng mà, mặc dù đại hắc cầu luyện hóa thánh hỏa của thánh nhân Lục Tinh nhưng không thể giúp nó tiến thêm một bước, bước vào ngũ tinh. Dù sao cũng không phải bản thân mình tu luyện ra, nhưng dù thế nào cũng là con của đại đế, nó vẫn có tiến bộ rõ rệt. Sau đó, bọn họ không còn gặp được đế tử tuyệt địa nào khác, ngược lại là phát hiện đế tộc, nhưng bọn họ đã sớm tránh né, không gặp mặt với bọn họ. Nếu là quân bạn, hơn nữa tiên thiên kim linh chỉ có một phương chiếm được, nếu cùng hành động sẽ tổn thương hòa khí. Bước đi qua vài ngày sau, bọn họ đi tới một nơi bí ẩn. Cửa vào nơi này không rõ ràng, nếu không phải Lăng Hàn đã thông qua địa mạch cảm ứng được nơi này, hắn sẽ không thể đi thẳng tới đây, khẳng định sẽ lục soát toàn bộ tinh cầu mới có thể phát hiện nơi này. Tiến vào không lâu, bọn họ lập tức cảm ứng được uy áp đại đế mạnh hơn. Sắp tiếp cận thần thú mộ địa, tất cả mọi người cảm thấy kích thích, dù sao cũng không có bao nhiêu người gặp qua thi thể đại đế. Chỉ có hổ nữ chảy nước miếng, thần thú, chất thịt rất ngon, ăn vào rất tốt nhưng trôi qua nhiều năm như thế chất thịt có kém hơn không việc này làm nàng xoắn suýt gương mặt xinh đẹp nhíu lại qua một lúc sau uy áp đại đế tăng cường rất nhiều lăng hàn cau mày có chút không đúng không đúng chỗ nào tất cả mọi người hỏi lăng hàn trầm ngâm một lần uy áp đại đế tăng lên nhưng biên độ không hợp lý lẽ ra chúng ta đi lâu như vậy uy áp đại đế sẽ mạnh tới mức mọi người vô lực tiến lên nhưng trên thực tế, hiện tại mọi người tiến lên gian nan nhưng cũng không có gánh nặng quá lớn. Tiểu hàn tử, người là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, không biết cậu ra sắp mệt không đi nổi sao. Đại hát cậu lè lưỡi, uy áp này khủng bố lắm đấy. Lăng hàn cười một tiếng, hắn chỉ nói ra phán đoán của mình. Trong này khẳng định có kỳ quặc, mọi người cẩn thận. Hắn tiến lên trước mở đường, sau khi đi thật lâu, bỗng nhiên phía trước rộng rãi sáng sủa. Đây là thần thú mộ địa mọi người nhìn thấy và mở to mắt tại sao thần thú mộ địa lại trống rỗng chẳng lẽ nơi này chỉ là một nơi ngụy trang thần thú mộ địa không ở nơi này lang hàn lắc đầu nơi này nơi này nơi này còn có nơi này tất cả có vết tích lõng xuống rõ ràng hơn nữa đế uy tràn ngập ngay cả ta cũng rất khó tới gần hắn dừng một chút lại nói cho nên ta có thể khẳng định khi đó những thần thú kia đã hóa đạo tại đây như vậy thi thể thần thú đâu tất cả mọi người lơ ngơ thi thể thần thú sẽ hư không tiêu thất, hay là thi biến, hay gặp trộm mộ, ách, nếu bị người đánh cắp, vậy người này có tu vi gì? Chí ít cũng là chuẩn đế, chương 5184, âm phủ giết tới. Cảnh này làm mọi người im lặng, rõ ràng đã tìm được thần thú mộ địa, nhân vật chính đâu. Hổ nữ càng buồn bực, nói vậy không có thịt thần thú ăn, làm nữ thất vọng a. À. Lăng Hàn suy nghĩ rất lâu, nói, chẳng lẽ, trong thần thú trong vực sâu nguyên thủy đều tới từ nơi này những thần thú này khởi tử hoàn sinh chạy vào vực sâu nguyên thủy cũng không đúng bên trong vực sâu nguyên thủy xuất hiện tân thần thú thời gian không quá dài ít nhất là sau đời thứ nhất của đa gia phật nơi này có dấu vết năm tháng trôi qua rõ ràng tuyệt đối đã mấy tỷ năm không có người đặt chân tới mặc dù không biết đại thế giới biến thiên thế nào nhưng có thể khẳng định vượt xa đời thứ nhất của đa gia phật cho nên thi thể thần thú biến mất trước đa gia phật xuất thế sau đó như vậy cũng không đúng chẳng lẽ trước đó thần thú phục sinh đều dốc lòng kính dưỡng trong vực sâu nguyên thủy lang hàn càng ngày càng cảm thấy thế giới này càng ngày càng khó bề phân biệt có quá nhiều nơi giải thích không thông a à, đây là cái gì đột nhiên tiểu thanh long kêu lên tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy trên mặt đất có một cái lông vũ lông vũ tỏa ra hào quang chín màu ánh sáng không phải rất sáng nhưng nếu nhìn chằm chằm vào sẽ phát hiện chiếc lông chim này rắn chắc hơn cả tinh cầu nhưng mà mọi người không thể tới gần cái bởi vì đó là hố nhỏ có thần thú hóa đạo thần thú lưu lại tất cả mọi người phán đoán lăng hàn điều khiển hỗn độn cực lôi tháp bảo hộ chính mình lúc hắn tiến vào hố nhỏ khí thức đại đế trực tiếp hóa thành lợi kiếm chém vào lăng hàn nhưng có hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ nên không thể đâm vào dù sao cũng chỉ là khí thức của thần thú lưu lại mà thôi đương nhiên chuyện này cũng quan hệ với thực lực của lăng hàn đổi lại người khác cho dù thánh nhân đi vào cũng bị ép chết lăng hàn đưa tay nhặt lông vũ lúc ngón tay chạm vào lông vũ chỉ thấy một tia hào quang bộc phát và hóa thành một con thanh loan to lớn tấn công lăng hàn bành con thanh loan này đụng vào hỗn độn cực lôi tháp cũng đánh bay lăng hàn và tiểu tháp ra ngoài lăng hàn ngã xuống mặt đất mà đầu thanh loan kia ngửa đầu lên trời gào thét sau đó hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn và bay thẳng bầu trời giờ phút này đầu thanh loan giống như phục sinh nó tỏa ra khí thức đại đế kinh người mọi người đều kinh hãi đại đế phục sinh không có khả năng, đây chỉ là khí thức trên lông vũ lưu lại mà thôi, có lẽ mang theo một ít ấn ký linh hồn của Thanh Loan, cho nên mới có thể phát huy như vậy. Nhưng mà, việc này chẳng khác gì phù dung sớm nở tối tàn. Vấn đề là, cho dù đây chỉ là uy thế trong nháy mắt, thế nhưng với cường đại của đại đế, bộc phát trong nháy mắt cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Thanh Loan quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên thân của Lăng Hàn, xèo, bỗng nhiên nó bay tới và biến nhỏ lại, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào hai mắt Lăng Hàn, tốc độ quá nhanh, mặc dù tốc độ Thanh Loan không thể so sánh với Phượng Hoàng nhưng cũng là thần thú phi cầm, cho nên tốc độ không kém bao nhiêu. Cho nên, Lăng Hàn không có cơ hội ngăn chặn. "Lăng Hàn, mọi người vội vàng xông tới." "Không sao cả." Lăng Hàn khoát khoát tay, sau đó trên mặt lộ ra thần thái khiếp sợ. "Đây là Thanh Loan thần thú truyền thâu hình ảnh cho ta." Hắn nhắm mắt lại, dụng tâm ký ức. "Đây chỉ là một cái lông vũ, hơn nữa còn là Thanh Loan lưu lại sau khi chết, ký ức cũng không nhiều." hắn nhìn thấy một màn, Thanh Loan, Huyền Vũ, chủ yếm các thần thú đều an nghỉ ở đây, nhưng đột nhiên có một thần thú vô cùng to lớn xông vào. Hình ảnh đến đây thì dừng lại, Lăng Hàn cao mày, hắn trước từng gặp qua thần thú này bao giờ. Mặc dù đệ nhất thần thú hóa đạo, dòng dõi của bọn họ không thể đột phá đế cấp, nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút hậu đại, nhưng huyết mạch không thuần, bộ dáng sẽ có khác biệt với tổ tiên. Nhưng mà, Lăng Hàn có thể bảo đảm, hậu thế tuyệt đối không có hung thú hoặc là yêu thú nguyên hình giống như thần thú mà hắn nhìn thấy. Đầu tiên đặt thân phận của thần thú này sang một bên, vì cái gì Thanh Loan lưu lại ký ức này. Lúc đó Thanh Loan cũng đã hóa đạo, chẳng lẽ nàng đã dự cảm được cái gì, cho nên mới lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Biết thần thú này sẽ xâm nhập nơi này, từ đó đánh cắp thi thể thần thú. Mục đích là cái gì? Ăn, khốn kiếp, cũng không phải nha đầu hổ nữ kia, hơn nữa trong vi si sâu nguyên thủy xuất hiện tân thần thú có liên quan gì tới việc này. Lăng Hàn cảm thấy có khả năng, vực sâu nguyên thủy đã tồn tại từ xa xưa, có lẽ từ sớm đã có thần thú đi tới chỗ đó tìm kiếm trường sinh. Hắn nói ra nhìn thấy hình ảnh và phỏng đoán của mình, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Trộm thi, trộm thi thể thần thú, cũng chỉ có thần thú cấp đại đế mới làm được, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xem một chút, trong từng đời đại đế, có người nào đi trộm mộ đại đế khác hay không? đây là thần thú gì thật sự không giảng cứu nhân quả nếu liên hệ với vực sâu nguyên thủy bên kia chuyện thi thể thần thú mất tích càng quỷ dị hơn nhiều mọi người thảo luận kịch liệt mà lang hàn khoanh chân ngồi xuống hắn cho rằng tiên thiên kim linh vô cùng khả năng giấu ở nơi này hắn muốn thử câu thông một chút hắn thả ra thần thức hóa thành một tấm lưới hắn dò xét khắp nơi lang hàn cũng không có phát hiện tiên thiên kim linh chấn động không được bên trong tảo động a à, hắn đột nhiên nhận được đáp lại nhưng mười phần mơ hồ, giống như một cái vừa mới xuất thế hải nhi, hoàn toàn không biết nên làm sao nói, sẽ chỉ hoa 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 gọi. Tiên thiên kim linh sao? Lăng Hàn lập tức mừng rỡ, vội vàng tiếp tục tới câu thông, tản mát ra hiền lành ý niệm. Đại đạo của hắn chi quang cùng tiên thiên kim linh đồng xuất vực sâu nguyên thủy, sinh ra cộng minh rất là bình thường. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, kiên nhẫn mười phần, thời gian không ngừng đi qua, tiên thiên kim linh giống như một con chó nhỏ, nó đang chạy loạn khắp nơi. Oanh, đúng lúc này, chỉ nghe âm thanh đáng sợ vang lên, trên bầu trời xuất hiện một lỗ thủng, một âm hà xuất hiện tại nơi này. T, âm hà chi chủ, bên trong âm hà, thánh nhân thi như con cá lao nhanh xuống, mà Lý Đương Bình, phong diệu lăng các đế tử đế nữ cũng lao ra khỏi âm hà, còn có khô lâu thánh binh. Đại quân âm phủ, đến, chuyện này làm sao bây giờ? Mặc dù một mình lăng hàn có thể quét ngang khô lâu thánh binh và đế tử đế nữ, nhưng không nhìn thấy âm hà chi chủ cũng tới sao. Đại đế đã xuất thủ, Lăng Hàn trừ chạy ra, hắn có thể làm cái gì? Giết, lúc này, đám người Lý Đương Bình đều hét lớn, cũng điều động Khô Lâu Thánh binh tấn công đám người Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, âm hà chi chủ không xuất thủ, hắn còn gì phải sợ? Oanh, hắn đánh ra năng lượng hủy diệt và trùng sáng đại đạo, hiện tại đại địch tiếp cận, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh, 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 một mình hắn có thể gánh vác một phương. Chương 5185, đại đế chiến. Lăng Hàn như trụ cột vững vàng, mặc người ai đánh tới thì hắn cũng nghênh đón. Đám người hầu ca lao lên huyết chiến với các đế tử đế nữ. Song phương đều toàn lực ứng phó, sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận. Nhưng mà, âm phủ bên kia lực lượng 10 phần, bởi vì bọn họ đều có một đại đế tọa chấn. Nhưng mà, chuyện này không thể cải biến lăng hàn cường thế, hắn một đường quét ngang, chẳng những đánh lui toàn bộ khô lâu thánh binh, còn trực tiếp đánh nổ, hơn nữa còn bảo hộ an toàn cho đám người nữ hoàng. Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy vòng trời vỡ vụn lần nữa một cái móng vuốt to lớn đánh xuống đế uy đáng sợ tràn ngập khủng bố vô biên t đại đế ra tay rồi chờ chút lăng hàn kinh ngạc hắn nhìn móng vuốt này rất quen thuộc trời ơi là vị kia trong vực sâu nguyên thủy chân long đại đế mẹ nó vị này đã đuổi tới không đúng vị đại đế này muốn đuổi theo thì sớm đuổi theo rồi làm sao đến mức muộn như thế lại nói một kích này không phải đánh vào hắn mà là vị trí của tiên thiên kim linh không tốt, chân long đại đế không phải đuổi theo giết hắn, mà là tìm kiếm tiên thiên kim linh. nhưng đó là đại đế, hiển nhiên chân long đại đế không giống tuyệt địa chi chủ, trong khi xuất thủ sẽ có cố kỵ, cho nên vị đại đế này cần hóa thân chuẩn đế hay sao? trong thời gian ngắn, lăng hàn suy nghĩ ngàn vạn, tuyệt đối không ngờ rằng tồn tại trong vực sâu nguyên thủy lại xen vào. a, à, đây nhất định là chuyện xấu, âm hà chi chủ cũng đến vì tiên thiên kim linh như vậy hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tiên thiên kim linh bị đoạt đi, tất nhiên sẽ xuất thủ chặn đường. Phải biết, mặc cho vị đại đế nào xuất thủ, người bên ngoài không có tư cách nhúng tay vào, nhưng hai vị đại đế tranh chấp làm cho Lăng Hàn có cơ hội. Hừ, trong âm hà xuất hiện tiếng hừ lạnh, sau đó nhìn thấy bàn tay do nước sông tạo thành đánh về phía chân long. Oanh, hai vị đại đế cách không giao thủ, đế uy đáng sợ bộc phát, cho dù ai cũng chịu không được, vội vàng chạy tới nơi này. Lăng Hàn cũng cầm lấy thanh trúc kiếm yểm hộ mọi người lui lại. Hiện tại đương nhiên không đánh được, khốn kiếp, hai vị đại đế xuất thủ, ai muốn chết như vậy. Không có khả năng, tiểu thanh long thì thào, hắn cảm ứng được long khí mãnh liệt, nhất mạch tương thừa với hắn. Đây là phụ thân của hắn, nhưng lão chân long đã hóa đạo. Không đúng, tiểu thanh long lập tức lộ ra vẻ mặt hung sắc, khí tức không đúng, hiển nhiên rất giống phụ thân nhưng không phải phụ thân. Hắn nói vọng vào bầu trời, Người tuyệt không phải đệ nhất chân long, ngươi là ai, tại sao phải giả mạo phụ thân của ta? Oanh, trên bầu trời, chỉ thấy một cự long màu xanh xuất hiện, nó dương nhanh múa vuốt và tỏa ra khí tức cường đại. Chân long, làm sao có thể, không chỉ bên phía lang hàn chấn kinh, tuyệt địa bên kia cũng như thế. Chân long đã sớm hóa đạo, tại sao có thể sống đến bây giờ? Cho dù là đệ nhất thần thú cũng đã nhận được bí pháp nào đó, nhưng làm sao có thể đường hoàng hiện thân tại nơi này? Nhìn tuyệt địa chi chủ xem, vì cái gì gọi là tuyệt địa chi chủ, cũng bởi vì bọn họ đều nấp trong tuyệt địa, không thể tùy tiện hiện thân. Nhưng chân long lại không hề cố kỵ, chẳng những có thể chạy khắp nơi, hơn nữa xuất thủ không sợ đầu sợ đuôi. Xảy ra chuyện gì, ta chính là chân long, ai dám ngăn ta? Cự long nói năng hùng hồn, có rất nhiều người muốn quỷ xuống. Đây là đế uy, cũng là long uy, giả thân giả quỷ, âm hà chi chủ cười lạnh, một bàn tay tấn công chân long đại đế. Chân long đại đế giận tím mặt, huy động móng vuốt màu vàng tấn công âm hà chi chủ. Oanh, 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 hai vị đại đế giao thủ, căn bản không có chuyện của người khác, tất cả mọi người lui lại, nếu dám quan sát trận đấu ở khoảng cách gần, đó là hành vi tìm chết. Lăng Hàn che chở mọi người rút lui, hắn không ngừng câu thông với tiên thiên kim linh, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, không quản đại đế nào thắng, tất cả đều phải thu lấy tiên thiên kim linh. Một bên khác, chân lòng đại đế nghênh kích âm hà chi chủ, chỉ cần không phải mắt mù đều nhìn ra, Hiện tại Chân Long Đại Đế hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không có cách, Âm Hà chi chủ chỉ rút ra nước Âm Hà hóa thành quyền, trưởng và các loại thần binh, bản thân lại không có xuất hiện, làm sao có thể địch nổi đại đế khác. Đạo trích phương nào dám ngăn ta? Chân Long Đại Đế gào thét giống như hắn nói là đại đạo, không ai có thể ngăn cản. Ngươi tuyệt đối không phải đệ nhất Chân Long." Âm Hà chi chủ từ tốn nói, "Bản đế không biết ngươi là người thế nào, nhưng ở trước mặt đại đế chân chính, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép." nội tâm lăng hàn hơi động đa gia phật cũng nói trạng thái chân long đại đế bất thường không hợp đại đế chân chính nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn có thể làm đa gia phật chạy trối chết có thể thấy được cũng chỉ có đại đế chân chính mới có thể miệt thị như vậy hư giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân sao chân long đại đế trực tiếp xuất thủ với âm hà công kích vô cùng cường thế oanh âm hà sôi trào đế uy sung thiên lần này không ai có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu đế tử tuyệt địa đều sốt ruột vạn nhất âm hà chi chủ bại thì sao? Dù sao, một bên khác cũng là đại đế, cũng không lâu lắm, bành, một bóng người bay ra khỏi âm hà. Là chân long đại đế, nhưng mà, dáng vẻ của hắn thật hỏng bét, lân phiến trên người rơi xuống rất nhiều, còn có vài vết thương, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Hắn thua hay thắng, mặc dù trên người mang thương, nhưng cũng không đại biểu hắn bại, nguyên nhân cũng có khả năng âm hà chi chủ bị oanh sát. Nhưng mà chân tướng vô cùng rõ ràng, xeo, chỉ thấy một bóng người màu đen bay ra khỏi âm hà tấn công chân long đại đế. Bành, 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 người này quá cường đại, trực tiếp đè đánh chân long đại đế, cho thấy bá khí vô song. Đế, cao cao tại thương, vô địch thiên hạ, khó trách đa gia Phật nói chân long đại đế không thích hợp, nếu không, người có thể thành đế không ai yếu hơn ai, sao có thể nghiêng về một bên nhanh như thế. Âm hà chi chủ trấn áp thô bạo, chân long đại đế hiển lộ rõ xu hướng suy tàn, thật sự không phải đối thủ. Tiểu Thanh Long vô cùng khó chịu, mặc dù hắn đã biết rõ kẻ này tuyệt đối không phải đệ nhất chân long, phụ thân của hắn mắt thấy long tộc nhất mạch bị đối thủ ép không thể ngóc đầu lên nổi, hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Nhưng mất mặt và không thoải mái thì thế nào? Âm Hà Chi chủ đánh ra một kích có quy tắc cửu tinh quấn quanh, uy vũ bá khí như thiên thần, căn bản không có khả năng ngăn cản, Chân Long đại đế kêu lên đầy đau đớn, không dám ham chiến, hắn quay đầu rời đi. Chạy, việc này làm mọi người mở rộng tầm mắt trong ấn tượng của bọn họ, đế là vô địch, thế mà có ngày lại bỏ chạy. Tiểu thanh long cắn răng, đây là sỉ nhục của long tộc. Sau một khắc, âm hà chi chủ xuất thủ nắm lấy mặt đất. Oanh, mặt đất bị phá vỡ, một khối thạch hai màu vàng bị bắt lấy. Tiên thiên kim linh, chương năm 1186, đại đế nhiều lần hiện thân. Cuối cùng, tiên thiên kim linh vẫn bị tuyệt địa cướp đi. Đám người đại hắc cầu cảm thấy tiếc nuối, lần này, thời gian của dương gian không nhiều lắm chỉ có lăng hàn ngoại lệ, nguyên nhân trong nháy mắt tiên thiên kim linh bị bắt đi, có một đạo ý niệm hay là vật chất gì đó bay ra khỏi tiên thiên kim linh và dung nhập vào cơ thể của hắn. Tạm thời, hắn không xem xét vì sợ gây ra động tính quá lớn, từ đó trêu chọc âm hà chi chủ cướp đoạt. Hiện tại nên chạy đi, rút lui, hắn nói, hừ, nhưng vào lúc này, âm hà chi chủ lại xuất thủ tấn công lăng hàn. Oanh, một kích này mang theo uy thế ngập trời, đế uy sôi trào. Làm sao ngăn cản, Hiện tại âm hà chi chủ đang bộc phát chiến lực thời kỳ toàn thịnh, vừa rồi đánh bịa chân long đại đế dễ dàng, chiến lực sẽ mạnh đến mức nào. Lăng Hàn vội vàng thức tỉnh thanh trúc kiếm nghênh kích, nhưng mà, một kích qua đi, thanh trúc kiếm bị đánh bay ra, một kích của đại đế thế không thể đỡ, vẫn đánh xuống Lăng Hàn. Xong đời sao, bành, chỉ thấy ba con bàn tay cùng ngăn cản âm hà chi chủ. Oanh, chấn động đáng sợ vang vọng, ba bàn tay kia vỡ nát, nhưng một kích của âm hà chi chủ cũng bị ngăn cản. Nơi xa, ba bóng người bay tới, đa gia Phật, tiền dưỡng hạo và lão nhân đốn củi, hạ hậu bình. Trong tay đa gia Phật còn cầm thanh trúc kiếm, hiển nhiên vừa rồi thanh trúc kiếm bị đánh bay đã bị hắn thu lại, bởi vì hắn cũng biết bí pháp thao túng thanh trúc kiếm. T, thức tỉnh đế binh, lại thêm ba chuẩn đế liên thủ mới đỡ được một kích của âm hà chi chủ mà thôi. Châu bò, thật châu bò, đây mới thật sự là đại đế. Cho dù đứng ở mặt đối lập, mọi người cũng phải bội phục âm hà chi chủ cường đại. Hiện tại, Âm hà chi chủ cướp đoạt tiên thiên kim linh, chỉ cần luyện hóa là có thể xuất hiện phân thân chuẩn đế, chỉ sợ ba người đa gia Phật cũng phải kiêng rẻ không thôi. Xâm la đại đế, hạ hậu bình quát lớn, hạ hậu, người còn chưa có chết, âm hà chi chủ từ tốn nói, cũng không có phủ nhận cách gọi của hạ hậu bình. Tốt rồi, hiện tại đã biết rõ địa vị của tuyệt địa chi chủ. Xâm la đại đế, ba người các người muốn bảo vệ tiểu tử này. Xâm la đại đế nói rất thản nhiên, lời nói mang theo tự tin vô địch, dường như đại thế thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay không sai đa gia phật nói hắn huy động thanh trúc kiếm sâm la đại đế cười ha ha bản đế đã hoàn toàn thức tỉnh các ngươi liên thủ có thể ngăn cản mấy chiêu của ta đầy đủ kéo đổ ngươi đa gia phật từ tốn nói sâm la đại đế im lặng hắn tự diệt sinh cơ linh hồn chuyển hóa kỳ thật cũng không phải đại đế vô địch năm đó mặc dù có thể thức tỉnh lần nữa nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi đa gia phật nói không sai nếu ra tay cho dù hắn giết ba chuẩn đế đa gia Phật và Lăng Hàn, nhưng mà, hắn cũng trả cái giá lớn không thể thừa nhận. Mưu đồ lâu như thế, làm sao có thể thất bại trong gang tắc? Đương nhiên không được, hắn chỉ cần luyện hóa tiên thiên kim linh thành phân thân, đồng thời cũng có thể truy sát Lăng Hàn. Hừ, hắn vung tay lên, âm hà bao phủ đám người phong diệu lăng mang đi, sau đó hắn hít sâu một hơi, hắc vụ bị hút vào trong người và xuất hiện một thây khô. Việc này làm mọi người kinh hô, hình tượng đại đế khác xa với suy nghĩ của bọn họ chỉ có lăng hàn thản nhiên bởi vì hắn từng nhìn thấy quá trình nữ đế sa đọa sâm la đại đế lại hít một hơi lần này kinh khủng hơn sinh ra lực hút vô biên đám người lăng hàn cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua thậm chí linh hồn sắp bị kéo ra khỏi thức hải đi đa gia phật hét lớn một tiếng thức tỉnh thanh trúc kiếm chặt đứt lực hút đánh tới hai vị chuẩn đế còn lại xé rách không gian đưa mọi người rời đi chỉ trong nháy mắt lăng hàn nhìn thấy vô tận sinh mệnh tinh khí đang lao vào trong người sâm la đại đế khô của hắn đang đầy đặn, xuất hiện một nam tử cao lớn khôi ngô. Khí thế kia mạnh đến mức không cách nào hình dung, xoát, không gian đầy khe nứt, rốt cuộc không nhìn thấy huyệt địa chi chủ đâu nữa. Hưu hưu hưu, một bên khác, mọi người lao ra khỏi hư không, bọn họ trong tinh không, đột nhiên phát hiện tinh cầu gần đó đầy tử khí. Đây không phải địa bàn bị âm phủ chiếm cứ, xâm la đại đế chỉ hít vào một hơi, sinh linh nơi xa xôi thế này cũng chết hết. Thật là đáng sợ, đây chính là đại đế. Mỗi người biểu lộ rất nặng nề, Tiên Thiên Kim Linh bị Tuyệt Địa Chi Chủ chiếm được, ý nghĩa thực lực địa phủ tăng lên rất nhiều. Mặc dù Khô Lâu Thánh Bình bị Lăng Hàn tiêu diệt không ít, nhưng mà, một bộ Tiên Thiên Kim Linh hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí đủ giúp âm phủ mạnh hơn. Có thể nói, bọn họ đi chuyến này, ngay từ đầu đã thất bại. Trước tiên không nên gấp, Lăng Hàn nói, hắn nhận được thứ gì đó trong Tiên Thiên Kim Linh. Đây mới là mấu chốt nhất, tất cả mọi người không hiểu, đến tình trạng như vậy, còn không gấp nhưng bởi vì lăng hàn cũng không có nói ra chân tướng bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng lăng hàn đang an ủi bọn họ bọn họ vẫn còn hy vọng đó chính là lăng hàn thành đế chỉ cần lăng hàn có thể thành đế hắn có thể quét ngang thiên hạ thành tựu vạn cổ đệ nhất đế lăng hàn chỉ cười một tiếng sau khi bọn họ trở về tứ nguyên tinh lăng hàn lập tức bế quan hắn muốn hiểu rõ đồ vật đó là gì đó là quang cầu nhưng bị phong ấn rất cẩn thận lúc trước hắn không thể mở ra trên đường đi hắn không thể chuyên tâm hiện tại rốt cuộc hắn có đầy đủ thời gian cùng an tĩnh tuyệt đối hắn phát động thần thức quan sát quang cầu trong thức hải cũng bắt đầu thăm dò cẩn thận tiến độ rất chậm mặc dù quang cầu không có lực sát thương nhưng tính bền dẻo rất mạnh lăng hàn phí rất nhiều công sức nhưng mà tiến độ chậm hơn nữa chỉ cần có tiến bộ đều là chuyện tốt đã qua nửa tháng lăng hàn cũng đại công cáo thành lập tức một đạo ý thức xuất hiện trong quang cầu và hóa thành giọng nói nặng nề nếu ta thôi diễn không có phạm sai lầm người hẳn là người nhận được mẫu kim ta lưu lại hóa lăng hàn lập tức líu lưỡi vị này chính là vô nhai đại đế trong lịch sử không phải mỗi vị đại đế đều nắm giữ đế binh có chút đại đế vận khí không tốt trong thời đại của mình không tìm được mẫu kim nhưng cũng có đại đế không muốn chế tạo đế binh thậm chí không lưu truyền thừa lại nhưng mà chỉ có một vị đại đế nhận được hai khối mẫu kim chính là vô nhai đại đế nhưng vô nhai đại đế không có đúc ra hai kiện đế binh, lưu lại thần thoại vạn cổ bất diệt hắn vẫn bảo tồn hỗn độn cực lôi, vào trong tay lăng hàn mới biến thành hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng mà, vô nhai đại đế bày ra cục diện từ hàng tỷ năm trước. Thế giới chúng ta đang gặp nguy cơ hủy diệt chân chính, ta chiến đấu trong vực sâu nguyên thủy, vô cùng cần trợ giúp, hy vọng ngươi tới thật nhanh. Phong ấn trong thức hải của ngươi là một khối sáng tạo chi kim, có thể giúp ngươi đúc ra đế binh mạnh nhất. Chương 5187, âm phủ xuất kích lăng hàn nhìn vào thân thể quả nhiên sau khi ánh sáng biến mất một khối kim loại xuất hiện nhìn qua cũng không có gì lạ thường lăng hàn lại có cảm giác sáng tạo vô hạn đây chính là sáng tạo chi kim cái tên thật cổ quái lăng hàn không nhịn được nhổ nước bọt một lần người chính là đại đế cũng không có năng lực đặt tên như hắn tại sao không đặt cái tên đơn giản hoặc êm tai nhưng hắn lập tức đặt lực chú ý lên nhắn lại của vô nhai đại đế theo ý của vị này hiện tại trong vực sâu nguyên thủy bên đang có cục diện khẩn cấp quan hệ đến tổn vong của vũ trụ. Vấn đề là, bên ngoài cũng không yên ổn, 12 tuyệt địa chi chủ muốn hủy diệt dương gian, đồng thời cũng làm sinh linh đổ thán. Trước đó còn trông cậy đại đế tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh không chết, sau khi đi ra sẽ trợ giúp bình định 12 tuyệt địa, hiện tại không thể trông cậy vào. Chờ chút, phải tìm hiểu việc này rõ ràng. Vô nhai đại đế, vô cùng khả năng còn có mấy người đấu chiến thánh hoàng, sau khi tiến vào vực sâu nguyên thủy đã nhận được cơ duyên trường sinh, điểm này là khẳng định, bằng không qua nhiều năm như vậy bọn họ khẳng định đã hóa đạo nhưng mà dạng trường sinh này có hạn chế dẫn đến bọn họ không thể rời khỏi vực sâu nguyên thủy có lẽ vừa rời đi bọn họ sẽ giả yếu thật nhanh và chết đương nhiên cũng có khả năng thứ hai đó chính là địch nhân trong vực sâu nguyên thủy rất đáng sợ những đại đế này nhất định phải lưu lại đánh một trận nếu như là cái sau đối thủ của bọn họ mạnh cỡ nào khó trách khẩu khí của vô nhai đại đế ngưng trọng như vậy còn nữa Vô nhai đại đế còn lợi dụng tiên thiên kim linh triệu hoán cứu binh, có thể thấy được tình huống trong vực sâu nguyên thủy ác liệt cỡ nào. Không chỉ thanh trúc nữ hoàng, vô nhai đại đế cũng bố cục, đương nhiên, 12 tuyệt địa chi chủ cũng như thế, đều hiện thân trong thời đại này. Không phải liền là vũ trụ bành trướng đến cực hạn sao, tự tính lập tức bắt đầu co vào, cái kia khoảng cách trở lại một cái nguyên điểm cũng có vô cùng tuế nguyệt đấy, vì cái gì đại đế nhất định phải tại một thế này tranh vượt đâu. Lăng Hàn thở dài, Vị này Vô Nhai Đại Đế chẳng lẽ liền không thể nhiều lời một chút sao? Hiện tại cái kia 36 thần thú lại là cái gì quỷ? Bọn họ khẳng định đều là đại đế nhưng lại yếu hơn đại đế bình thường, là vì cái gì? Lăng Hàn hiện tại cảm thấy khó hiểu, hắn biết rõ càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy hồ đồ. Mặc kệ, cứ đi vượt sâu nguyên thủy tăng thực lực lên, vừa vặn nhìn xem có thể xâm nhập vào trong đó hay không, khi đó gặp mặt Vô Nhai Đại Đế một lần, như thế cũng có thể hỏi thăm rõ ràng bọn họ không thể không rời đi tuyệt địa bên kia đã đạt được tiên thiên kim linh có thể luyện hóa thành một bộ phân thân chuẩn đế khi đó do đại đế thao túng sẽ mạnh cỡ nào quét ngang cấp bậc chuẩn đế nói tóm lại chuyện này quá đáng sợ nguyên nhân tình huống bên vực sâu nguyên thủy cũng cực kỳ căng thẳng lăng hàn không thông báo tin tức của vô nhai đại đế rộng rãi hắn chỉ nói cho ba người đa gia phật tiền dưỡng hạo cùng hạ hậu bình nghe lăng hàn tự nói sắc mặt ba tên chuẩn đế nghiêm túc vực sâu nguyên thủy bên kia cũng có chiến tranh trong ngoài cùng loạn rốt cuộc những chuẩn đế bọn họ làm thế nào gánh được nói tóm lại đi trước vực sâu nguyên thủy ba vị chuẩn đế cũng hạ quyết tâm tạo thành nhận biết thống nhất sau khi âm phủ nhận được tiên thiên kim linh hoàn toàn đền bù khô lâu thánh binh bị lăng hàn áp chế không đủ hiện tại âm phủ có thế công không thể ngăn cản ta phải mang theo những đế tộc kia lăng hàn nói đa gia phật nhướng mày mặc dù bây giờ có ba tên chuẩn đế nhưng không có khả năng mang được quá nhiều. Nếu như ta thu những tinh cầu kia vào trong cơ thể thì sao? Lăng Hàn cười nói, chuyện này, ba tên chuẩn đế đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Hàn, đây đúng là quái vật. Tốt, có thể thử một chút, tiền dưỡng hạo vật đầu, mang đi càng nhiều người, như vậy hỏa chủng hy vọng càng nhiều. Cũng không chờ Lăng Hàn xuất động, lại có tin giữ chuyển đến. Tiên thiên kim linh mang theo đế binh xuất kích, tùy tiện oanh phá đế trận của thiên điểu đế tộc, diệt thiên điểu đế tộc, thủy nhất chết trận. Thủy nhất chết, một trong những bá chủ nguyên thế giới, Lăng Hàn lập tức sinh ra hoài nghi, mục tiêu của âm phủ vô cùng khả năng không phải thiên điều đế tộc mà là thủy nhất. Nguyên thế giới đến từ thần thạch, mà thần thạch có 99% đến từ vực sâu nguyên thủy, thời kỳ Huyền Thái Vũ đã dẫn tới 12 tuyệt địa chi chủ xuất thế đại chiến Huyền Thái Vũ. Cuối cùng Huyền Thái Vũ đã bình định hắc ám nhưng 12 tuyệt địa chi chủ vì kéo dài tính mạng cũng nuốt rất nhiều tinh khí sinh linh, dẫn đến toàn bộ khí vận Bắc Thiên vực suy sụp đã nhiều năm trôi qua cũng không thể khôi phục lại. Hắn yêu nghiệt như thế, khẳng định sẽ làm tuyệt địa chi chủ hoài nghi, có lẽ tuyệt địa chi chủ không biết thần thạch đại biểu cho cái gì nhưng đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài vượt qua đại đế thân tử nhiều như vậy, bọn họ không hoài nghi cũng kỳ quái. Trước đó vẫn có hắn ngăn cản trước mặt che đậy hào quang của đám người thủy nhất, đinh thụ, nhưng bây giờ tuyệt địa chi chủ có khả năng phát hiện cái gì? Lăng Hàn lập tức xuất động, đi tìm đám người đinh thụ, muốn đóng gói mang bọn họ đi hắn khẳng định đi tới nơi cách mình gần nhất, cũng chính là vạn hoa đế tộc, nơi này chính là nơi ở của đinh thụ. Còn tốt, vạn hoa đế tộc rất bình tĩnh, Lăng Hàn nói thẳng ý đồ tới, vạn hoa đế tộc trần chờ cho tổ tinh của mình vào cơ thể Lăng Hàn. Chuyện này mang ý nghĩa, Lăng Hàn chỉ cần một ý niệm cũng có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Nhưng bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Lăng Hàn bắt đầu bao lấy vạn hoa tinh, nhưng hắn lập tức phát hiện, trận pháp đại đế chống cự rất mạnh, hắn không thể làm được trước hết phải đóng đế trận. Việc này làm vạn hoa đế tộc xoắn suýt thật lâu, thẳng đến khi có tin tức truyền đến, cửu tử đế tộc cũng xong đời, lúc này làm cho bọn họ quyết định đóng đế trận. Cửu tử đế tộc phá thiên, quả nhiên, tuyệt địa chi chủ để mắt tới đám người đinh thụ, khẳng định đã phát hiện bọn họ đi ra từ thần thạch. Chờ chút, những tuyệt địa chi chủ mưu đồ càng lớn, bọn họ để mắt tới nguyên thế giới trong cơ thể đám người thủy nhất. lang Hàn có thể trưởng thành cường đại đến hiện tại, dĩ nhiên có cố gắng của hắn, tâm huyết, cơ duyên, nhưng không thể phủ nhận, nguyên thế giới cũng có tác dụng rất lớn. Nếu các tuyệt địa chi chủ chiếm được, T Lăng Hàn vội vàng tranh thủ thời gian, hắn thu hồi vạn hoa tinh vào trong thân thể của mình, quả nhiên, ẩn đế trận chống cự, hắn có thể làm được, nhưng chỉ cần mang theo đế binh, vậy người này không thể thu vào trong cơ thể Lăng Hàn. Nói cách khác, hắn dung nạp cực hạn là dưới đế cấp. Đã đủ kinh người, lần này, rõ ràng vạn hoa tinh càng lớn, sinh linh càng nhiều, nhưng Lăng Hàn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thu tứ nguyên tinh khẳng định bởi vì thực lực của hắn tăng lên, Lăng Hàn tiếp tục lên đường, tìm kiếm các bá chủ nguyên thế giới. Chạm tiếp theo, hắn tìm được tỉnh Hạo Nhiên, đối ứng vô khuyết đế tộc, lần này hắn thuận lợi hơn rất nhiều, sự thật máu me bày ra đó, con của đại đế vô khuyết đế tộc lập tức đồng ý đề nghị của Lăng Hàn. Nhưng mà, thời điểm Lăng Hàn lại đi tới chạm tiếp theo, hắn vừa bước ra khỏi hư không, hắn nhìn thấy một bóng người màu vàng mang theo cái hô màu đỏ như máu bao khỏa phủ bản thân hắn, cưỡng ép phá vỡ sông vào trong tinh cầu. Tiên Thiên Kim Linh, không tốt, tới chậm một bước. Chương 5188, Đào vong. Oanh, Tiên Thiên Kim Linh đánh ra một kích, đế trận không thể ngăn cản, hắn trực tiếp dẫn nổ địa hạch của tinh cầu, tạo thành sóng xung kích kinh khủng, một kích như thế, tồn tại dưới thánh nhân đều chết hết. Đây chính là chuẩn đế, cho dù là đế tộc thì như thế nào, dùng đế binh chống cự đế trận, trực tiếp dẫn nổ địa hạch. Tiên Thiên Kim Linh, cực thiện công kích, hiện tại còn có chút thánh nhân trốn thoát, đôi mắt mỗi người đau đớn. Vừa giận vừa thương xót. Ánh mắt lang hàn quét qua, hắn đã định vị Thủy Thanh Xưởng soát tiên thiên kim linh xuất kích tấn công Thủy Thanh Xưởng Thủy Thanh xưởng không hổ là bá chủ nguyên thế giới, mặc dù hoàng lại không loạn, nàng ra tay phản kích. Nhưng mà, nàng mạnh hơn cũng chỉ là thánh nhân ngô tinh, làm sao có thể là đối thủ của chuẩn đế. Lang hàn hiện tại cũng không cách nào ngang hàng, thời khắc sắp bị đánh chết. Ông, đế tử bắt đầu đế tộc thức tỉnh đế binh, kịp thời lao tới ngăn cản thay nàng. Tiên Thiên Kim Linh mặt không biểu tình, cũng ngăn cản cây dù huyết sắc. Đây là đế binh của Huyết Hải chi chủ, ở trong tay chuẩn đế, uy lực của đế binh có thể tiếp tục trong bao lâu? Khẳng định sẽ có thời gian dài hơn thánh nhân nhiều, ta đến đính trụ, các ngươi rút lui trước, Lăng Hàn xuất kích, thanh trúc kiếm ra, nghênh kích Tiên Thiên Kim Linh. Bác đầu đế tộc vui mừng, vội vàng lui về phía sau, sau khi xé mở hư không và tranh thủ rút lui. Tiên Thiên Kim Linh bộc phát sát khí đại thịnh, bỗng nhiên đánh về phía Lăng Hàn. Ông, đế binh hai người đều rời tay, cách không tấn công lẫn nhau. Khốn kiếp, muốn Lăng Hàn đối chọi với tiên thiên kim linh, một chuẩn đế. Lăng Hàn nhe răng, độ khó quá cao. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên trên thân tiên thiên kim linh tỏa ra kim quang trói mắt và hóa thành kim kiếm đầy trời tấn công Lăng Hàn. T, mỗi đạo kim quang đều ẩn chứa một đạo quy tắc cửu tinh. Mạnh như Lăng Hàn, hiện tại cũng không cách nào đan quy tắc bát tinh vào nhau để ngang hàng quy tắc cửu tinh, bằng không hắn đã sớm có thể treo lên đánh chuẩn đế. Bởi vậy, đối mặt quy tắc cửu tinh công kích, hắn ngăn cản thế nào? Đón đỡ, khẳng định sẽ bị bắn nổ thành cái sàng. Trốn tránh, kim kiếm đầy trời như thế, có thể trốn đến nơi nào? Oanh, kim kiếm tỏa sáng và phát ra âm thanh rung động tinh không? Sau khi kim kiếm tan hết, chỉ thấy vị trí lăng hàn đang đứng xuất hiện một tòa bảo tháp, hỗn độn khí rủ xuống và có lôi đình chấp động. Hỗn độn cực lôi tháp, ha ha, người sẽ không nghĩ tới đúng không, ta lại đồng thời có hai kiện đế binh. Lăng Hàn cười to, mặc dù chuẩn đế công kích không đánh trực tiếp vào người hắn, nhưng lực lượng chấn động kinh khủng vẫn làm hắn khó chịu thổ huyết. Tiên Thiên Kim Linh không nói gì, hưu hưu hưu, xung quanh người hắn xuất hiện từng kiện binh khí nhưng không phải binh khí, mà là bình ngọc, loại hình hoa hướng dương. Mẹ nó, Lăng Hàn nhe răng, tất cả đều là đế binh, trời, 12 tuyệt địa chi chủ lại giao đế binh của mình cho Tiên Thiên Kim Linh. Hắn hiểu được, Tiên Thiên Kim Linh khẳng định đã bị 12 tên tuyệt địa chi chủ liên thủ luyện hóa, cho nên mặc dù chỉ có một bộ nhưng lại đại biểu ý chí 12 tên tuyệt địa chi chủ. Oanh, trừ thanh trúc kiếm đang kịch chiến với thiên la huyết tán, 11 kiện đế binh khác cũng thức tỉnh và tỏa ra đế uy kinh khủng. Đặt trên người chuẩn đế khác, đây là chuyện không thể nào. Không có chuẩn đế nào có thể đồng thời thức tỉnh vượt qua một đế binh, nhưng mà tiên thiên kim linh lại khác biệt. Thứ nhất, nó đến từ vực sâu nguyên thủy, bản thân đã nắm giữ khả năng vô hạt. Thứ hai, đây chính là thứ 12 tên tuyệt địa chi chủ luyện hóa, nắm giữ một tia thần hồn của bọn họ. Cho nên, đại đế muốn thức tỉnh đế binh của chính mình cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Gần như bằng không, cho nên, Lăng Hàn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, chỉ một tên chuẩn đế mà thôi, lại là đồng thời thao túng 12 kiện đế binh. Trong lòng hắn mắng thầm, đây là ngang hàng. Mặc dù hỗn độn cực lôi là số một số hai trong mẫu kim, nhưng cũng không thể giao phong với 11 kiện đế binh. Lại nói, hỗn độn cực lôi tháp cũng chỉ là chuẩn đế binh. Chạy, lăng hàn phát động phượng dực thiên tường bỏ trốn mất dạng phía sau tiên thiên kim linh nhanh chóng truy đuổi tốc độ không kém gì lăng hàn chuẩn đế còn chưa thiêu đốt đế nguyên bằng không sẽ càng nhanh chờ chút tiên thiên kim linh có đế nguyên sao dù sao nó không có tu luyện chân chính lăng hàn tin tưởng tiên thiên kim linh không có đế nguyên nếu không vì đánh giết uy hiếp lớn nhất như hắn cho dù tiên thiên kim linh trả giá lớn hơn nữa cũng đáng giá một trốn một đuổi theo lăng hàn đã dùng hết thủ đoạn hắn chạy suốt ba năm mới thoát ra khỏi tiên thiên kim linh cũng quay về tứ nguyên tinh mau chóng rời đi lăng hàn cũng không lo nghỉ ngơi hắn đặt tứ nguyên tinh vào trong cơ thể sau đó do ba vị chuẩn đế đa gia phật mang theo bọn họ đi tới vực sâu nguyên thủy người có đế binh không thể tiến vào cơ thể của lăng hàn nhưng đám người đa gia phật có tới ba người cho nên có thể mang theo vài người vạn đạo cũng chết tốc độ của tiên thiên kim linh quá nhanh nhưng mà lăng hàn cũng cứu giúp đinh thụ tỉnh Hạo Nhiên và Thủy Thanh Sưởng, mặc dù tổ địa của Bắc đấu đế tộc đều bị đánh phát nổ. Trong chiến dịch này, thắng bại là 5 năm, Lăng Hàn cũng không thua tuyệt địa chi chủ. Lần này đi vực sâu nguyên thủy, đương nhiên chuẩn đế không có khả năng đốt đế nguyên, mà là phát huy tốc độ bình thường. Như thế, Lăng Hàn không cần chuẩn đế đến đi, tốc độ của hắn bây giờ không thua gì chuẩn đế. Gần 200 năm sau, bọn họ đi tới vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lại đi tới phía sau vực sâu nguyên thủy, địa phương này rất xa, lúc này mới thả ba viên tinh cầu ra ngoài. Không có cách, một lần dung nạp ba viên tinh cầu, hơn nữa còn phải đi đường hơn 200 năm, việc này đã là cực hạn của hắn, nếu không, Lăng Hàn cũng có thể mang theo vài đế tộc. Đinh Thụ, tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng Sung Phong nhận việc, bọn họ cũng muốn thử đi cùng Lăng Hàn, xem có thể thu tinh cầu vào trong cơ thể hay không, có thể thành công, vậy bọn họ sẽ Sung Phong nhận việc, do đám người đa gia Phật mang theo bọn họ đi vận chuyển tinh cầu. Lăng Hàn lấy sáng tạo chi kim ra, hắn dự định tăng lên uy lực của đế binh. Lựa chọn lý trí là dùng vào thanh trúc kiếm, đây vốn là đế binh, lấy sáng tạo chi kim tăng thêm uy lực, vô cùng khả năng áp chế đế binh khác. Nhưng mà, Lăng Hàn vẫn cảm thấy tăng cường hỗn độn cực lôi tháp thì tốt hơn. Chỉ đế binh là không thể nào trấn áp việt địa chi chủ, dù sao hắn không phải đại đế chân chính. Cho nên, Lăng Hàn càng thích tăng uy lực cho pháp khí mình quen dùng. Lại nói, Phô Nhai Đại Đế đã lưu lại hỗn độn cực lôi vào hàng tỷ năm trước, hiện tại lại đưa tới sáng tạo chi kim, chẳng lẽ không phải một loại nhắc nhở sao? Quyết định, hắn dùng vào hỗn độn cực lôi tháp, Lăng Hàn đặt sáng tạo chi kim lên hỗn độn cực lôi tháp, lại dựa theo biện pháp Phô Nhai Đại Đế dạy hắn, từ đó cho mẫu kim hấp thu sáng tạo chi kim. A, à, Lăng Hàn phát hiện, nói là mẫu kim đang hấp thu, chẳng bằng nói sáng tạo chi kim đang chủ động vận chuyển, rèn luyện mẫu kim không bao lâu, sáng tạo chi kim hoàn toàn dung nhập vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Chương năm 1189, vào thành, mẫu kim là thứ cứng rắn nhất trên đời, cho dù là đại đế cũng đánh không hỏng. Cho nên, mẫu kim cũng chỉ có thể đặt trong hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ thiêu đốt, đốt tới trình độ nhất định là có thể tạo hình. Cần phải biết rằng, tinh kim là thứ được người ta đập nện liên tục mới có thể đạt tới mức cứng rắn, sắc bén. Mẫu kim thì khác, bản thân đã là tài liệu mạnh nhất thiên hạ, khẳng định tinh khiết nhưng tinh khiết hơn nữa cũng sẽ có một tia tạp chất ảnh hưởng uy năng hiện tại tác dụng của sáng tạo chi kim chính là loại trừ tạp chất này mặc dù không thể giúp hỗn độn cực lôi tháp thoát thai hoán cốt nhưng uy lực tuyệt đối tăng lên một đoạn ta có cảm giác chỉ cần số lượng sáng tạo chi kim đủ nhiều hoàn toàn có thể chân chính tăng phẩm chất của hỗn độn cực lôi tháp lên cao hơn nhưng mà cho dù là vô nhai đại đế cũng chỉ có thể đưa ra một chút như thế hơn nữa chỉ một ít như thế còn có giá trị trên cả tiên thiên kim linh cái nào quan trọng hơn kỳ thật phải xem mục đích của người đó là gì đối với cấp bậc thánh nhân mà nói khẳng định là tiên thiên kim linh càng tốt hơn đây chính là phân thân chuẩn đế nhưng đối với đế cấp mà nói bản thân bọn họ cũng đã đủ cường đại cũng không cần phân thân chuẩn đế như vậy khẳng định là sáng tạo chi kim tốt hơn bên trong vực sâu nguyên thủy khẳng định còn có sáng tạo chi kim phô nhai đại đế đang nhắc nhở ta có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy tiếp tục cường hóa hỗn độn cực lôi tháp Ta ở bên ngoài khó gia tăng tu vi, hơn nữa sau khi tịch diệt 9 lần, ta có tới thánh nhân cảnh cực hạn cũng khó đạt tới độ cao 99 đạo quy tắc bát tinh. Lăng Hàn đi tìm ba người đa gia phật thương lượng, cũng nói chi tiết tiến vào vực sâu nguyên thủy. Hiện tại bọn họ có hai kiện thanh đồng chiến giáp, đã có thể tăng thêm tính an toàn, lại có thể dùng che giấu thân phận, cho bọn họ cơ hội trà trộn vào. Cuối cùng quyết định do Lăng Hàn cùng đa gia phật đi vào, tùy thời cướp đoạt càng nhiều thanh đồng chiến giáp cũng giúp người khác ngăn cản trọng lực trong vực sâu nguyên thủy. Nếu đã đưa ra quyết định, cũng không cần chậm trễ, lang Hàn cùng Đa Gia Phật lập tức xuất phát. Bọn họ tiến vào vực sâu nguyên thủy, một đường không nói chuyện. Hơn một tháng sau, bọn họ đã tiến vào hạch tâm của khu vực hỗn độn. Đã tới một lần, bọn họ cũng xe nhẹ đường quen. Nhưng mà, nơi này hoàn cảnh ác liệt không bởi vì bọn họ tới nhiều lần mà thay đổi, cái gì hỏa diễm ngập trời, mưa thiên thạch, siêu cấp thủy triều, tất cả đều tới từng đợt, dù mạnh như chuẩn đế thì như thế nào, gặp được tình huống này chỉ có thể đi đường vòng. Đừng nói bọn họ, cho dù là chân long đại đế cũng không thể liên tục ngăn cản thiên tai, bằng không lăng hàn cùng đa gia Phật cũng không có khả năng rời đi. Đi vòng quanh như thế suốt 20 năm, còn tốt, nơi này có tốc độ thời gian chảy cực nhanh, đặt ở bên ngoài còn chưa tới một năm. Suốt cục, phía trước xuất hiện thành trì đầu rồng. Lúc này Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật không dùng thần thức cảm ứng, mà là trực tiếp tiến lên. Đương nhiên, bọn họ cải biến dung mạo của mình. Bọn họ rất nhanh chóng đi tới cửa thành, cửa lớn trực tiếp mở rộng, người vào ra không ai hỏi. Sở đường, những năm qua các người chạy đi đâu? Sau khi vào thành, rốt cục có người hỏi. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, trọng lực trong tòa thành này rất nhỏ, đạt đến điều kiện cho người ta ở lại. Hắn ho một tiếng, nói, không may, vì tránh né thiên địa phong bạo, bị bức phải trốn vào một tuyệt gốc, thật vất vả mới thoát ra được. Được rồi, nhanh đi về đi dường như bà nương nhà các người đã chết lại đi lĩnh một cái đi ách còn có thao tác như vậy lăng hàn cùng đa gia phật không có hỏi nhiều sợ làm người khác hoài nghi hai người đi trên đường phố và dụng tâm quan sát nếu như không phải đi vào bên trong vực sâu nguyên thủy bọn họ thật khó tin tưởng trong nơi này có tòa thành phổ thông phải biết nơi này là nơi nguy hiểm nhất thiên địa đấy tất cả kiến trúc nơi này rất đơn sơ cũng có thể tưởng tượng dù sao đây là vực sâu nguyên thủy quá cằn cỗi lăng hàn hiếu kỳ chính là người nơi này tu luyện thế nào cũng không thể đều trông cậy vào vật chất thủy nguyên a vật chất thủy nguyên khẳng định ít đến thương cảm không thì không có khả năng môn đồ đại đế đều đi ra ngoài tìm nói đến môn đồ đại đế trong tòa thành này không chỉ có một vương chiết nguyên nhân sở đường được gọi là cửu vương như vậy trước đó còn có nhất vương đến bát vương kỳ quái lăng hàn và đa gia phật bắt đầu chia ra điều tra cách ba ngày sẽ gặp nhau tại nơi ước định trao đổi tình báo khí tức của chân long đại đế không hiện, có lẽ đã bị xâm la đại đế đánh cho tàn phế, cần thời gian dài khôi phục an dưỡng. Cho nên, đây chính là cơ hội tốt cho Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật. Ba ngày trôi qua, Lăng Hàn đã hiểu rõ một ít về thành trì này. Ở trong thành trì còn trồng một khối dược điền, chính dược điền này bảo đảm trong tòa thành có thể tu luyện. Lăng Hàn nhìn một chút, mặc dù tiên dược bên trong dược điền không phải cấp bậc tuyệt đỉnh, nhưng ít ra cũng là lục tinh, thất tinh, cho nên hoàn toàn có thể thỏa mãn số lượng người tu hành không nhiều trong thành điểm đáng ngờ cũng sinh ra theo hắn suy tính nhân khẩu trong thành còn xa mới đạt tới số lượng vốn có như vậy những người này đi nơi nào hắn hội hợp với đa gia phật sau đó thương lượng một chút quyết định đặt trọng điểm vào nhân khẩu biến mất hai người tìm kiếm trong thành người mặc chiến giáp trong thành đều là đại nhân vật cho dù là thanh đồng chiến giáp cũng rất đáng gờm cũng đúng thánh nhân đấy đi tới nơi nào cũng là đại nhân vật một phương chân long đại đế không xuất hiện môn đồ mấy vị đại đế kia cũng giống như thế lăng hàn cùng đa gia phật chờ ở đây rốt cục nhìn thấy có rất nhiều người tiến vào thành những người này từng người quần áo tả tơi giống như nạn dân lăng hàn và đa gia phật kỳ quái những người này ra ngoài thành làm gì bọn họ nhanh chóng nhận được thông chi bảo bọn họ hộ tống thợ mỏ lên núi vào ngày mai a à, thợ mỏ như vậy bọn họ đào cái gì vật chất thủy nguyên sáng tạo chi kim lăng hàn cảm thấy tim đập thình thịch cho dù là cái gì, tất cả đều trợ giúp hắn thật lớn. Hơn nữa, cơ hội này tốt như vậy, chủ động đưa tới cửa. Ngày thứ hai, Lăng Hàn và Đa Gia Phật đi qua tập hợp, bọn họ cũng không biết tiếp theo nên làm gì, xem người khác làm gì thì bọn họ làm theo. Rốt cuộc người dẫn đầu cũng xuất hiện, đương nhiên cũng mặc thanh đồng chiến giáp, dẫn hai người Lăng Hàn xuất phát, hôm qua nhìn thấy những thợ mỏ như nạn dân cũng tập hợp. Xuất phát, đầu lĩnh kia ra lệnh một tiếng, bọn họ đi ra cửa thành. Sau khi tới cửa thành, Người dẫn đầu kia lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền phóng đại, những thợ mỏ kia bò lên, từng người hết sức quen thuộc, xem ra cũng đã làm qua vô số lần. Lăng Hàn giật mình, trọng lực ngoài thành lớn như thế, hắn đang kỳ quái những người chỉ có thực lực sinh đan, chân ngã cảnh làm sao ra khỏi thành, thì ra là có tài cụ. Chương 5190, khu mỏ quặng, uy, các ngươi làm gì? Người dẫn đầu kêu lên, Lăng Hàn cùng đa gia Phật nhìn nhau, bọn họ cũng nhảy lên thuyền, bây giờ nhìn dáng vẻ của người đứng đầu, hiển nhiên đây là hành động sai lầm. Biết rõ các ngươi lười, nhưng các ngươi cũng không thể lười thành như thế. Người dẫn đầu lắc đầu, còn không tranh thủ xuống đây kéo thuyền cùng ta. Lăng Hàn cùng đa gia Phật nhảy xuống thuyền, quả nhiên, đầu chiếc thuyền có ba sợi dây thừng, cũng không nhìn ra nó dùng chất liệu gì tạo thành nhưng thứ này rất cứng cỏi. Cũng may người không có sinh nghi, không thì thân phận hai người Lăng Hàn sẽ lộ ra ngoài. Lăng Hàn còn thở dài, vì cái gì mỗi lần hắn che giấu tung tích lại bị người ta phát hiện nhanh như thế. Ba tên thanh đồng chiến sĩ nắm dây thừng, sau đó tiến lên phía trước. Sau khi ra khỏi thành, trọng lực kinh khủng lập tức tác dụng lên người, còn tốt, thanh đồng chiến giáp triệt tiêu rất nhiều trọng lực, mà chiếc thuyền kia cũng không biết dùng chất liệu gì tạo thành, thế mà có thể gánh vác siêu trọng lực. Nhưng đối với người kéo thì đây không phải chuyện vui vẻ gì. Nguyên nhân thuyền quá nặng, thuyền làm bằng chất liệu đặc thù, có thể triệt tiêu một bộ phận trọng lực, nhưng chỉnh thể vẫn nặng không gì sánh được, nếu không, vì sao cần ba tên thánh nhân tới kéo thuyền? lăng hàn cùng đa gia phật không dám dùng sức sợ vượt qua lực lượng vốn có a à, hôm nay xảy ra chuyện gì dễ dàng hơn thật nhiều người dẫn đầu kinh ngạc nói ra sau đó nhìn lăng hàn cùng đa gia phật một chút nha các ngươi còn biết xấu hổ vừa rồi bị ta mắng nên biết xuất lực lăng hàn cùng đa gia phật đều gượng cười đối phương tính là cái gì sau khi phát hiện điểm đáng ngờ hắn cũng tự bào chữa căn bản không cần lăng hàn cùng đa gia phật nói cái gì ân dạng người này chắc chắn sẽ sống lâu tuyệt không lo lắng sẽ bị diệt khẩu nghĩ tới đây lăng hàn cùng đa gia phật đều cười thân thiện với người này mẹ nó người dẫn đầu kia giật mình các ngươi đã làm chuyện xấu gì muốn ta chùi đít giúp các ngươi không có chuyện gì lăng hàn cùng đa gia phật đều lắc đầu hảo cảm vừa xuất hiện đã tan thành mây khói ba người kéo đi tốc độ không nhanh bảy ngày sau bọn họ mới đi đến một ngọn núi lăng hàn vốn cho rằng đã tới nơi kết quả chỉ là nơi chỉnh đốn một lần nữa. Hắn cùng đa gia Phật gánh vác được, nhưng người dẫn đầu không chịu được. Đúng rồi, người này tên là Đường Tứ Thủy, sở đường, là kỳ, tại sao sức chịu đựng các người mạnh hơn ta nhiều như thế? Đường Tứ Thủy hết sức kỳ quái, không đợi lăng hàn cùng đa gia Phật mở miệng, hắn liền vỗ đùi. Đúng rồi, các người trước đó bị nhốt ở bên ngoài, tương đương ngày ngày khổ tu, thể phách và sức chịu đựng có tăng lên là đúng. Quả nhiên, kỹ năng cưỡng ép tự bào chứa phát động, hoàn toàn không sợ bị diệt khẩu. Lăng Hàn cùng đa gia Phật đều cười phụ họa, thầm nghĩ người này tuyệt đối sẽ không tịch mịch, thời điểm nhàm chán hoàn toàn có thể tự nói chuyện với mình. Sau khi dưỡng sức 3 ngày, bọn họ mới lên đường, chuyến đi lần này mất 5 ngày. Thuyền lại dừng lại một chút, lúc này, không cần đường tứ thủy nói chuyện, một đám thợ mỏ nhao nhao nhảy xuống và tiến lên phía trước. a à, nơi này lại không có siêu trọng lực, lang hàn kinh ngạc, vực sâu nguyên thủy thật cổ quái, có vô cùng lúc nguy hiểm, chỉ siêu trọng lực có thể miểu sát thánh nhân, có nhiều chỗ hoàn toàn vô hại. Hôm nay là ngũ vương tọa chấn, hai kẻ lỗ mãng các người phải thông minh một chút, chỉ cần các người đừng nói chuyện là được rồi. Đường tứ thủy dặn dò hai người lăng hàn một lần, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định quên đi. Ngũ vương, môn đồ thứ năm của chân long đại đế sao? Đương nhiên lăng hàn sẽ không đặt trong lòng, hắn càng hiếu kỳ chính là, vì cái gì nơi này không có siêu trọng lực. Vật chất áp xúc đến càng nhỏ, sinh ra trọng lực lại càng lớn, đây là sự thực khách quan như vậy vậy một chút nơi này có cái gì triệt tiêu siêu trọng lực thợ mỏ đào đào cái gì cả hai khẳng định có quan hệ với nhau bằng không thì làm gì không đào nơi khác nhất định phải đào ở nơi này cứ như thời gian bên trong lăng hàn tâm bên trong suy nghĩ bay tán loạn ngũ vương đến rồi đường tứ thủy đột nhiên nói sau đó bỗng nhiên đứng lên động tác của lăng hàn cùng đa gia phật chậm rãi hai người nhìn về phương xa chỉ thấy một nam tử mặc chiến giáp bạc đang nhanh chân tới gần hắn dáng người cực cao còn cao hơn lăng hàn nửa cái đầu hắn có mái tóc dài màu đỏ cho dù là mũ giáp cũng không thể che hết bái kiến ngũ vương đường tứ thủy vội vàng chắp tay hành lễ lăng hàn và đa gia phật học theo may mắn đường tứ thủy không có quỳ xuống nếu không lăng hàn và đa gia phật khẳng định sẽ lập tức trở mặt ngũ vương nhìn ba người một lần thản nhiên nói ba vị vất vả mấy ngày kế tiếp ba vị nghỉ ngơi thật tốt còn muốn phiền phức ba vị đưa người trở về. Ngũ Vương khách khí, là làm việc vì chân Long bệ hạ, đây là vinh hạnh của chúng ta." Đường Tứ Thủy vội vàng nói, Ngũ Vương gật đầu, quay người rời đi. Trong môn đồ chín vị đại đế, quả nhiên vẫn là Ngũ Vương vô cùng hiền lành. Đường Tứ Thủy nói nhỏ, nếu đổi thành môn đồ khác, vậy khẳng định khinh thường nhìn sang chúng ta một chút. "Uy, người tốt xấu gì cũng là thánh nhân, tại sao lại không tự tin như thế?" Cũng đúng những người này hẳn vừa ra đời đã sống ở nơi này, cho dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy không phải là hắc ám mênh mông, lại không biết trong tinh không còn có sinh mệnh khác. Cho nên, bọn họ cũng không có kiêu ngạo của cường giả. Lăng Hàn cùng đa gia Phật lấy cớ nghỉ ngơi, bắt đầu hành động lặng lẽ. Ngũ vương tỏa trấn ở nơi này, vậy trước tiên không đi quản hắn. Lăng Hàn cùng đa gia Phật càng tò mò hơn là, những thợ mỏ này đang đào cái gì, thế mà cần một đại đế tự mình mở thành trì, tỏa trấn một phương. Ngũ vương nha, chờ bọn họ mang quặng mỏ trở về, lại đánh ngất xỉu mang đi là được. Hai người tiến vào khu mỏ quặng, tìm được thợ mỏ móc ra tảng đá. Lăng Hàn lập tức kinh ngạc, trong đó ẩn chứa vật chất thủy nguyên. Mặc dù ít đến thương cảm nhưng tinh luyện một lúc là có thể chế tạo thành chiến giáp. Thì ra chế tạo chiến giáp từ thứ này, nhưng mà, chiến giáp màu bạc rõ ràng cao hơn một bậc, hơn nữa thật sự là do kim loại đúc thành, không phải chiến giáp hình tảng đá đánh đồng lăng hàn cùng đa gia phật đều thả ra thần thức thăm dò khu vực này nhưng mà ý thức của bọn họ bị bắn trở về hai người nhìn nhau đều lắc đầu cười khổ ở bên ngoài bọn họ gần như không gì làm không được nhưng mà tiến vào vực sâu nguyên thủy bọn họ như biến thành võ giả mới bắt đầu tu luyện tiến vào quạng mỏ nhìn xem bọn họ tiến vào quạng mỏ một đường xâm nhập vào sâu bên trong với thực lực của bọn họ chỉ cần không muốn bị người ta phát hiện tự nhiên không ai có thể nhìn thấy bọn họ rất nhanh bọn họ đi tới nơi sâu nhất của quạng mỏ. chương năm mốt thẩm vấn, nơi này rất u ám, có thợ mỏ đang làm việc, nhưng bị Lăng Hàn dùng thần thức xung kích làm mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất. Lăng Hàn đi tới, hắn nhặt cây cuốc lên và kinh ngạc. Cây cuốc biết bao lợi hại, không ngờ có thể đào đá cứng rắn như thế. Mặc dù nói, chất đá của quạng mỏ lỏng lẻo cũng không kiên cố như ở bên ngoài, nhưng cho dù là thánh nhân tới đây, hiệu suất đào móc cũng không nhanh. Nói cách khác, Cây cuốc này có thể để trưởng khống giả nắm giữ lực phá hoại thánh cấp. Đương nhiên ra sức, ô, oh, lang hàn cảm ứng một lần, phát hiện trong cây cuốc có thứ gì đó tương tự như sáng tạo chi kim, nhưng mà, chất liệu bên trong quá kém, chẳng khác gì một giọt nước và biển cả. Nhưng chính vì có thứ này nên cây cuốc có thể nắm giữ uy lực thánh cấp. Đồ vật trong vực sâu nguyên thủy thật sự làm người ta kinh ngạc. Lang hàn cầm cuốc đào hai cái, bỗng nhiên hắn nhìn thấy nham thạch rơi xuống, không nên quá nhẹ nhõm. Chật 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 hai vị không nghỉ ngơi tốt lại chạy tới nơi này làm việc cực nhọc thật sự làm bản vương cảm động ở sau lưng của hai người có giọng nói vang lên ngũ vương nhưng mà lang hàn cùng đa gia phật không hề vẻ kinh ngạc nguyên nhân với thần thức cường đại của bọn họ khẳng định đã sớm phát hiện đối phương đến lang hàn xoay người lại mỉm cười ngũ vương có nên ban thưởng cho chúng ta hay không thưởng đương nhiên thưởng ngũ vương cười lớn đột nhiên dung mạo biến thành lạnh lẽo hai người các ngươi sẽ được chôn trong quạng mỏ này lăng hàn lắc đầu ta không thích ban thưởng này bản vương thưởng người thích cũng phải tiếp nhận không thích cũng phải tiếp nhận ngũ vương nói ha ha người đang ép mua ép bán hay sao lăng hàn khoát tay ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi làm như thế là không đúng đôi mắt ngũ vương co giật kẻ này ngớ ngẩn hay sao hắn đã nắm giữ tiết tấu trong tay hắn muốn tạo nên hình tượng bá chủ nhưng vì cái gì trong nháy mắt lại bị lăng hàn nói thành sai lệch như thế hai người các ngươi là ai hắn hỏi đây là vấn đề nghiêm trọng. Lăng Hàn cười một tiếng, người tới đây một mình, cũng không nghĩ một chút, vạn nhất không đánh lại chúng ta thì làm sao bây giờ. Hừ, ngũ vương lộ ra vẻ mặt cao ngạo, hắn vốn là thánh nhân bát tinh, lại thêm bạch ngân chiến giáp, trừ đại đế gia cũng chỉ có môn đồ của đại đế khác mới có thể so sánh. Thu thập hai gia hỏa mặc thanh đồng chiến giáp không phải quá dễ dàng. Dễ như trở bàn tay, nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy không thể làm gì khác hơn là bắt lại, nghiêm hình tra tấn ngũ vương xuất thủ, cả hai tay phân biệt bắt lấy Lăng Hàn cùng đa gia Phật. Lăng Hàn điểm ra một chỉ về phía ngũ vương, ngươi lấy dũng khí ở đâu ra thế? Ngũ vương cao ngạo, lại dám trọi cứng với hắn. Bành, một kích qua đi, bàn tay của ngũ vương bị đánh vỡ nát. Cái gì, ngũ vương chấn kinh, đối phương dễ dàng phá giải một kích của hắn. Chiến lực như vậy cũng quá kinh khủng, tất cả môn đồ đại đế, có mấy người làm được. Trừ phi là mấy vương bài kia, nhưng nếu là vương bài, tại sao lại xuất hiện ở hầm mỏ có đại đế nào không phải chiếm cứ một phiến thiên địa a à, nhà mình không đi chạy đến thành chân long chơi người rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao các ngươi là ai rốt cuộc hắn hỏi lại một lần lăng hàn cười ha ha hắn đưa tay bắt lấy ngũ vương chúng ta nên nói chuyện với nhậu ta hỏi ngươi đáp làm càn ngũ vương hừ một tiếng chiến giáp trên người phát sáng và tỏa ra chiến lực mạnh mẽ hắn xuất ra một quyền cực mạnh không gian trắng xóa không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, một nắm đấm đánh tan tất cả hào quang. Bang, ngũ vương bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách động, sau đó lại bắn ngược trở về, còn có rất nhiều nham thạch rơi xuống chôn vùi hắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn phá đất lao ra, hắn không ham chiến, mà là vội vã chạy ra bên ngoài. Đây thật là vương bài, hắn không phải là đối thủ của người ta. Ai, chạy cái gì? Lăng Hàn cười nói, một đạo sát khí xung kích gặp tới và hóa thành một nắm đấm thép, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã tiến vào đầu ngũ vương. Bành, ngũ vương ngã xuống đất và hôn mê, đối với loại chiến đấu này, đa gia Phật khinh thường nhún tay vào. Lăng Hàn đi lên cởi bỏ chiến giáp màu bạc của ngũ vương, đây là đồ tốt, có thể triệt tiêu siêu trọng lực bên ngoài rất lớn, có thể giúp thánh nhân đi lại tự nhiên. Sau đó, hắn đánh thức ngũ vương, các ngươi, ngươi nói thêm câu nói nhảm, ta sẽ nhét tảng đá vào hoa cúc của ngươi. Ngũ Vương vừa mới mở miệng, hắn bị một câu của Lăng Hàn dọa sợ. Gia hỏa này là biến thái, không ngờ nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy. Lăng Hàn thấy gia hỏa này ngậm miệng, hắn không thèm quan tâm đối phương oán hận. Các ngươi khai thác những quáng thạch này là vì mục đích gì? Để luyện ra hạt nhỏ sáng tạo chi kim, nghĩ biện pháp luyện hóa ra sáng tạo chi kim. Ngũ Vương đàng hoàng nói, sáng tạo chi kim, Lăng Hàn và đa gia Phật nhìn nhau, chẳng lẽ 36 tôn thần thú đều đào sáng tạo chi kim ở đây sao? Nhưng đường đường đại đế lại hóa thân thành đầu lĩnh thợ mỏ, hai người không cách nào tiếp nhận sự thật này. Quá phá hư hình tượng, đế, vô địch khắp thiên hạ, bá chủ một thời đại, chủ của một đám thợ mỏ. Thật mất mặt, xem ra, 36 con thần thú đều mưu đồ sáng tạo chi kim, cho nên, phát hiện tiên thiên kim linh bay ra khỏi vực sâu nguyên thủy, chân long đại đế mới đuổi tới. Đa gia Phật nói, lam hàn nhìn về phía ngũ vương, các người hiện tại lấy được bao nhiêu sáng tạo chi kim hắn muốn cướp toàn bộ. Ngũ Vương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một chút, nhưng phát hiện biểu lộ hung hăng của Lăng Hàn thì thân thể của hắn run rẩy, suýt nữa quên mất ra hỏa này là biến thái. Hắn lắc đầu, ngươi cho rằng sáng tạo chi kim dễ chiếm được như thế sao? Đầu tiên cần lượng lớn hạt nhỏ sáng tạo chi kim mới có thể luyện chế, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, qua nhiều năm như vậy còn không thành công một lần. Lăng Hàn cùng đa gia Phật thở ra, không quản chân long muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, cho nên không thành công là tin tức tốt. Tòa thành này tồn tại bao lâu? Lăng Hàn đổi một đề tài, ta cũng không biết." Ngũ Vương lắc đầu, thấy Lăng Hàn nhặt lên một khối đá, hắn đặt vào trong tay ước lượng, cùng sử dụng ánh mắt nhìn cái mông của Ngũ Vương, Ngũ Vương đổ mồ hôi lạnh như thác nước, vội vàng nói: "Ta thật không biết, từ khi ta ra đời đã ở trong tòa thành này." "Tốt, xem như ngươi nói thật." Lăng Hàn gật đầu, "Vậy ngươi có biết, trừ 36 thần thú ra, nơi này còn có đại đế nào khác không?" chương 5192, thiếu niên, ngũ vương lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại lúng túng thu liếm lại. Hắn nói, ngươi cho rằng đại đế là củ cải trắng sao, bởi vì trong lòng quá mức xem thường, trong lời hắn nói cũng có xem thường. Lăng Hàn cười ha ha, hắn tắt một cái, xem ngươi đắc ý tới bao giờ. Hắn chẳng lẽ không biết sao, ở bên ngoài, danh sưng đế không thấy đế, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho dù 12 tuyệt địa chi chủ từng là đại đế, bọn họ cũng tự chém sinh cơ biến thành âm hồn. Nhưng tại nơi này, 36 con thần thú đều sống sờ sờ, hoàn toàn phá vỡ truyền thống đế không thấy đế. A, à, muốn khôi phục thời kỳ hồng hoang sao? Người có biết nói tiếng cười không? Lăng Hàn lườm đối phương, Ngũ Vương lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng buồn bực, nhưng hắn là Ngũ Vương, tại sao lại gặp kẻ biến thái như vậy? Không có, nơi này chỉ có 36 thần thú đại nhân. Lăng Hàn nhìn về phía đa gia Phật, đa gia Phật cũng cau mày. Xem biểu lộ của Ngũ Vương, đối phương cũng không hề nói dối. Như vậy vấn đề nằm ở đây, Vô Nhai Đại Đế vẫn còn sống, nếu không bên trong Tiên Thiên Kim Linh cũng không có lời nhắn của đối phương. Nhưng Ngũ Vương lại hoàn toàn không biết, chẳng lẽ công dụng của bọn họ cũng chỉ là đào quáng sao? Tác dụng của sáng tạo chi kim là có thể đúc ra đế binh mạnh nhất, nhưng 36 thần thú liên thủ, cho dù thực lực cá nhân không bằng đại đế bình thường, nhưng cũng đủ dựa vào ưu thế số lượng quét ngang tất cả. Vì cái gì phải phí tay chân đi tìm sáng tạo chi kim? Chờ chút, có đúng là Vô Nhai Đại Đế đang kịch chiến với 36 thần thú, cho nên thần thú mới muốn chế tạo ra đế binh mạnh nhất oanh sát những đại đế này? Ách, cần phiền phức như thế sao? Hơn nữa, đế binh mạnh nhất giết được đại đế sao? So sánh với nhau, người mới là chủ thể, khí chung quy chỉ là phụ trợ. Đế binh có điểm mạnh hơn đại đế chính là nó bất diệt. Khốn kiếp, rõ ràng nhận được càng nhiều tư liệu vì cái gì chẳng những không có mở ra bí ẩn, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. Ba, hắn lại tát ngũ vương một cái. Ngũ vương ngơ ngác, lúc này hắn cũng không có nói lung tung, cũng không có xem thường. Tâm tình không tốt, Lăng Hàn còn rất chi kỳ giải thích một câu. Người tâm tình không tốt thì chút giận lên ta sao? Ngũ vương muốn đánh người, nhưng hắn là môn đồ đại đế, không phải nơi người chút giận. Nhưng mà, hắn rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Lăng Hàn lại hỏi, phàm là ngũ vương biết, Tất cả đều là tin tức liên quan tới vực sâu nguyên thủy. Nhưng mà, thật sự không có tác dụng quá lớn, Ngũ Vương hoặc ở thành Chân Long, hoặc tỏa chấn tại nơi này, ngẫu nhiên cũng sẽ rời khỏi vực sâu nguyên thủy, đi ra ngoài cảm mộ quy tắc, đây cũng là phương thức tu luyện chủ yếu của bọn họ. Dù sao, vật chất thủy nguyên quá ít, xâm nhập quá mức nguy hiểm, chỉ có thể thử thời vận ở khu vực bên ngoài. Nhưng không khéo như Cửu Vương, hắn đã bị Lăng Hàn giết chết. Bởi vì gia hỏa này không có làm việc ác, Lăng Hàn cũng không có giết hắn. Chỉ xóa đi ký ức của hắn mà thôi. Chúng ta tiếp tục xâm nhập hay là trở về. Lang hàn hỏi đa gia Phật. Hiện tại không cần điều tra thành chân long. Đa gia Phật nghĩ nghĩ. Trộm kho tàng rồi về. Được, hai người xuất thủ. Lấy thực lực của bọn họ. Đại đế không ra. Có ai ngăn cản được bọn họ chứ? Rất nhanh, bọn họ thắng lợi trở về. Kỳ thật kho tàng không có bao nhiêu. Nguyên nhân một khi thích lũy đầy đủ lượng. Chân long đại đế sẽ tự mình xuất thủ. Từ đó để luyện ra tinh túy trong đó, nỗ lực luyện hóa thành sáng tạo chi kim. Nhưng mà, trong thời gian dài như thế lại không thành công một lần. Cho nên nói, mặc dù đào mỏ rất nhiều năm, nhưng cơ bản đều lãng phí, chỉ lưu lại một ít bạch ngân chiến giáp cùng rất nhiều thanh đồng chiến giáp. Lăng Hàn và Đa Gia Phật không làm như thế, trực tiếp gặp người liền cướp, cũng cướp sạch tất cả những người mặc thanh đồng chiến giáp một lần. Sau đó, bọn họ mang theo rất nhiều chiến giáp quay về. Những thánh nhân kia ngây người, đó là hai nhân vật cực kỳ hung ác, vừa gặp mặt đã không nói hai lời, trực tiếp đánh ngất xỉu và lột chiến giáp, bọn họ còn tưởng rằng mình thất thân. Việc này tạo thành chấn động lớn, chân long đại đế điều dưỡng tổn thương cũng xuất hiện, nhưng lúc này lăng hàn cùng đa gia Phật đã sớm chạy. Ra khỏi vực sâu nguyên thủy, mặc dù bọn họ đã đi vài chục năm, nhưng ở bên ngoài lại chưa tới một năm. Lăng hàn cấp cho chiến giáp, sau đó hết sức phố trang, kể từ đó, chỉ cần thành thánh đều có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm vật chất thủy nguyên đây chính là thứ giúp gia tăng tu vi nhanh chóng. hắn chưa từng phủ nhận chính mình là người ích kỷ, những chiến giáp này đương nhiên ưu tiên người mình, nhưng mà người như đinh thụ, tỉnh hạo nhiên cùng thủy thanh sưởng cũng nhận được một bộ. lang hàn hy vọng bọn họ có thể đi vực sâu nguyên thủy lĩnh hội nội thế giới trong cơ thể, thời gian nơi này nhanh gấp trăm lần bên ngoài, cũng có thể giúp bọn họ nhanh chóng thu nạp tinh cầu, cũng có thể vận chuyển nhiều thế lực tới đây. đại hắc cầu, tiểu thanh long đều xuất động tiến vào vực sâu nguyên thủy, nhưng mà bọn họ chỉ có thể lăn lộn ở bên ngoài không có đi thành chân long chỗ đó quá nguy hiểm hơn nữa chân long đại đế cũng bị kinh động lại nghĩ trà trộn vào là chuyện khó khăn có khả năng rất lớn sẽ bị đánh thành cặn bã mỗi qua mấy tháng đã có người trở về chớ nhìn bọn họ chỉ đi vài tháng nhưng trên thực tế đã qua vài chục năm cũng không có một người nào thu được vật chất thủy nguyên chuyện này rất bình thường thứ này quá hiếm có cũng chỉ có vận khí nghịch thiên như lăng hàn mới có thể tìm được hai phần trong vực sâu nguyên thủy kỳ thật vẫn có một ít chỗ tốt ví dụ như luyện đan tu luyện trận đạo thứ này không liên quan tới quy tắc chỉ mất thời gian cho nên tu hành ở đây sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian mấy năm trôi qua nhưng mọi người đều không có thu hoạch gì ngược lại có hai tên thánh nhân chết trong năng lượng phong bạo cho dù có thanh đồng chiến giáp cũng không được bị đánh thành cái sảng ngay cả thi thể cũng không sót lại cái gì sau khi đến thánh cấp muốn tấn thăng một cấp quá khó khăn lang hàn cũng thỉnh thoảng sẽ đi vực sâu nguyên thủy thử thời vận với thực lực của hắn đã không cần chiến giáp, đưa cho người khác sử dụng, chỉ ít cũng có thể có thêm một người tiến vào vực sâu nguyên thủy. Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ đã tới đây 17 năm. Một ngày hôm nay, Lăng Hàn và Nữ Hoàng, Hổ Nữ, chim Mộng Hàm, Tống Lam chờ uống trà, tiểu thị nữ vẫn không thay đổi bản tâm của mình, hiện tại vẫn ở bên cạnh phục thị. Là nàng kiên trì muốn làm thị nữ, nguyên nhân không có thân phận này, nàng làm sao lưu lại bên người Lăng Hàn. Ân, Lăng Hàn cao mày. Làm sao vậy? Nữ hoàng hỏi, có khách nhân đến, lăng hàn vươn người đứng dậy, hắn nhìn về phương xa. Chỉ thấy một bóng người nho nhỏ đi tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một tiểu hài tử, có điều khoảng 11-12 tuổi, tóc đen phất phơ, hai chân trần trụi, trên người mặc áo gai trắng, dáng vẻ xuất trần. chương năm 1193, thao túng thời gian. Nhìn thấy nam hài đáng yêu kia, chỉ mộng hàm cùng tống lam đều sinh ra nhu tình mẫu tính, bắt đầu huyễn tưởng chính mình sinh hài tử cho Lăng Hàn sẽ đáng yêu cỡ nào. Nhưng mà, nữ hoàng kiêu ngạo, trong mắt nàng, vạn người đều là hạ đẳng, cần gì phải nhìn nhiều. Mà hồ nữ chỉ có hứng thú với ăn, cũng không thèm liếc nhìn. Lăng Hàn nhìn về phía nam hài này, hắn kinh ngạc, bởi vì nam hài thật sự trẻ tuổi, chỉ sống 11-12 năm. Nhưng một đứa bé như thế, tại sao hắn không nhìn thấu? Hắn vận dụng nhãn thuật, hắn chỉ nhìn thấy hư không chẳng lẽ đối phương là chuẩn đế, thậm chí đại đế. Thánh nhân, Lăng Hàn không tin có ai có thể ngăn cản được nhãn thuật của hắn. Hơn nữa, nam hài này xuất hiện quá quỷ dị. Hưu hưu hưu, hầu ca, đại hắc cẩu, tiểu thanh long đều xuất hiện, dù sao đột một xuất hiện một nam hài là việc quá quỷ dị. A, à, ngươi là tiểu thí hài nhà nào? Đại hắc cẩu lập tức hỏi. Ta là tiểu Diệp tử." Nam hài nói, "Ngày hôm nay tới là nhìn xem cái gọi là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ lợi hại cỡ nào." Lăng Hàn cao mày, hắn vốn cho rằng bé trai đến từ vực sâu nguyên thủy, dù sao cũng chỉ có nơi đó mới bồi dưỡng ra quái vật như đứa bé này. Nhưng bây giờ từ ngữ khí của đối phương để suy đoán, đối phương đến từ thế giới của bọn họ. Hơn nữa, kẻ đến không thiện, tuyệt địa sao? Đại nhân nhà ngươi đâu? Đại hắc cầu hỏi, một đứa bé nhỏ như vậy, nó cần gì phải cẩn thận chứ? Hơn nữa, sau lưng nó còn có lăng hàn, ba chuẩn đế. Ta không có phụ mẫu. Tiểu Diệp tử cười một tiếng, đại cầu cầu, người chơi thật tốt, không bằng làm tọa kỵ cho ta đi. Cái gì, người tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa còn muốn cưỡi cầu ra. Đại hắc cầu buồn bực nói, người qua đây, xem cầu ra có đánh nát mông của ngươi hay không. Tiểu diệp tử nhếch cái mông lên, hắn lắc lắc trước mặt đại hắc cầu. Đến, đại hắc cầu gào lên, lập tức lao về phía tiểu diệp tử. Số tiểu hài, cầu ra dạy ngươi đạo lý làm chó. Mặc dù Lăng Hàn cảm thấy tiểu diệp tử cổ quái, nhưng đại hắc cầu chính là thánh nhân, bây giờ càng đã là ngũ tinh, trên người còn mặc thanh đồng chiến giáp, không có khả năng bị đối phương miểu sát. Cho nên, hắn không có nhún tay vào, những người khác cũng đang quan sát, đứa bé này quá quỷ dị. Đại hắc cầu không hề sử dụng toàn lực, nó tát vào mông tiểu diệp tử. Tiểu hài này cười một tiếng, vươn tay lăng không ấn xuống, chỉ thấy động tác của đại hắc cầu đột nhiên chậm lại, sau đó càng ngày càng chậm, thậm chí giống như đứng im. Chuyện này, tất cả mọi người kinh hãi, có thể đùa bỡn đại hắc cầu trong lòng bàn tay, thực lực ra hỏa này mạnh cỡ nào. Có thể liều mạng với lăng hàn, tiểu diệp tử thong dong bước đi, sau đó tốc độ của đại hắc cẩu khôi phục, oanh, một kích của nó đánh vào hư không. a à, tiểu tử ngươi biết thuấn gì sao, dường như đại hắc cẩu vẫn chưa ý thức được việc vừa rồi, trên mặt mang theo kinh ngạc. Nghe được đại hắc cẩu nói lời này, mọi người càng kinh ngạc, nó bị tiểu diệp tử định trụ thân hình sao. Dường như nó chưa từng dừng lại, mà là thời gian giảm tốc, dừng lại. T, đại hắc cầu gào lên và tấn công tiểu diệp tử. Lần này, hắn không tiếp tục bị giảm tốc, một kích này đánh vào người của tiểu diệp tử. Nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy trên thân tiểu diệp tử xuất hiện hào quang lưu động, một kích này không thể gây tổn thương cho hắn, thậm chí không làm hắn lui một bước. Làm sao có thể chứ? Đại hắc cầu đánh một kích không thành công, nhưng cũng không đến mức yếu như vậy. Tiểu diệp tử vươn tay phải, sau đó chuyển động nghịch kim đồng hồ, lập tức, chỉ thấy đại hắc cẩu đang thu nhỏ biến thành con chó con. Gâu, gâu, đại hắc cẩu không nói ra tiếng, nó chỉ sủa mà thôi. Nhưng mà, tiểu diệp tử lại biến thành một người trẻ tuổi, phong thái động lòng người. Việc này làm mọi người kinh hãi, khốn kiếp, có thể biến đối thủ nhỏ lại. Đánh như thế nào, trực tiếp biến người biến thành hài nhi, chiến lược còn đâu. Thời gian pháp tắc, lang hàn trầm giọng nói, khó trách trước đó tiểu diệp tử định trụ đại hắc cẩu, lại làm cho đại hắc cẩu không phản ứng được, nếu như là thời gian pháp tắc thì có thể giải thích. Tiểu Diệp Tử cười một tiếng, le lưỡi một cái, trên gương mặt tươi cười sáng lạn. A, à, bị nhìn ra rồi, đặt trên thân tiểu hài tử thì đáng yêu, nhưng đặt trên nam tử trưởng thành thì không hợp. Kỳ quái, đại hắc cầu thu nhỏ, hắn cũng trưởng thành, trong đó có liên hệ hay không? Khôi phục nó lại, lang Hàn Tử Tốn nói, không cần phiền toái như vậy. Tiểu Diệp Tử nhún vai, thao túng thời gian chính là chuyện nghịch thiên hành sự, cho nên nhiều lắm chỉ qua một lúc sau con chó ngu xuẩn này sẽ biến thành hình dáng ban đầu đúng là như thế sao Lăng hàn nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng càng tin tưởng thao túng thời gian thật đáng sợ hẳn là năng lực đặc thù cho nên có thời gian hạn chế khi đó còn hợp lý lang hàn vẫy tay đại hắc cẩu ách không tiểu hắc cẩu bị hắn nắm trở về hiện tại lão hắc chính là chó con cũng không có năng lực gì nếu không phải trên người còn có đồ lót tỏa ra ánh sáng rực rỡ có ai liên hệ cả hai với nhau sao ai tiện cầu cũng có hôm nay hầu ca tung người lên hắn vung gậy và nói lão tôn đến đánh với ngươi một trận tiểu diệp tử cười nói các ngươi cả đám đều muốn ức hiếp ta sao hầu ca không nói nhảm hắn trực tiếp nhảy ra ngoài vung côn tấn công tiểu diệp tử đưa tay điểm về phía hầu ca chỉ thấy hầu đang giả dạ yếu cực nhanh chỉ trong nháy mắt hắn biến thành lão hầu tử lông trắng như tuyết trái lại tiểu diệp tử biến thành tiểu hoa nhi hai ba tuổi phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu. T, chỉ xuất thủ hai chiêu mà thôi, hắn trực tiếp phế chiến lực của Hầu Ca cùng Đại Hắc Cẩu. Mặc dù Đại Hắc Cẩu thực lực yếu, nhưng Hầu Ca lại cực mạnh. Gia hỏa này là kinh địch, Lăng Hàn đưa tay nắm Hầu Ca trở về, chỉ thấy Hầu Ca giả dạ yếu nhưng vẫn muốn vung gậy tái chiến. Nhưng hắn bây giờ cách chết già một bước, cho dù cầm gậy cũng miễn cưỡng, làm sao có thể xuất thủ. Còn có ai không, giọng nói của tiểu diệp tử nhu hài tử đang bú mẹ, mặc dù thiên chân khả ái nhưng không ai dám xem thường hắn. Lang Hàn tiến lên phía trước, chiến ý ngập trời, hắn chưa gặp qua đối thủ như thế nên rất kích thích. Thánh nhân thân nạp quy tắc, nhưng cũng chỉ có thể dùng quy tắc cường hóa lực sát thương, ví dụ nắm giữ kim hệ quy tắc, cũng chỉ có thể cường hóa công kích và lực phá hoại, thổ hệ quy tắc sẽ cường hóa phòng ngự. Nhưng mà, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ kim chi quy tắc, cũng không thể từ không có gì biến ra một khối tiên kim. Chương 5194, nhưng trong tay tiểu diệp tử, hắn lại có thể để làm thời gian quy tắc biến ra hiệu quả khác biệt. Làm thế nào, Lăng Hàn trước đó đã từng nghĩ qua, nếu hắn nắm giữ thời gian quy tắc, hắn có thể làm đại đế giải yếu hóa đạo trong nháy mắt, nhưng bị đa gia Phật báo cho, đế tự thành một thể, sẽ không có tác dụng gì. Hắn đã là vô địch dưới đại đế, cho nên, hắn tự nhiên cũng lười lãng phí thời gian đi tu luyện cách dùng đặc thù của thời gian quy tắc. Hơn nữa, cho dù thành công hay không, dù sao nhiễu loạn thời gian chẳng khác gì là quấy nhiễu đại đạo, sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, hắn hiện tại hết sức tò mò, cũng bộc phát chiến ý hùng hùng. Đến chiến, lang hàn quát, hắn sẽ không xem người trước mặt là trẻ con. Đối phương có thể thao túng thời gian, có lẽ đã là lão đầu tử. Tiểu Diệp tử nhe răng cười một tiếng, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, thật sự cực kỳ cố gắng, biến thành một lão đầu dụng răng hay tiểu thí hài nằm trong tả, không biết sẽ là chuyện thú vị cỡ nào. Lăng Hàn cười một tiếng, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, ân, để ta ngẫm lại, là biến ngươi thành đứa trẻ hay lão đầu. Tiểu Diệp tử cắn ngón tay nói ra, bởi vì hắn hiện tại là trẻ con nên không làm người ta khó chịu. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hắn trưởng thành, hình ảnh này lóe lên qua, tự nhiên sinh ra cảm giác không hài hòa. Nên biến thành đứa trẻ đi, Tiểu Diệp tử đưa tay, hắn ấn về phía Lăng Hàn, sau đó chuyển động nghịch kim đồng hồ. Lăng Hàn cảm giác có thứ gì đó ập tới, thân thể hắn phát sinh ra biến hóa gì đó, trẻ hóa, hắn cảm giác được, nhưng mà đúng lúc này, đại đạo quang bên trong thức hải của hắn rung động nhẹ nhàng, loại cảm giác này lập tức không cánh mà bay. Hắn đứng đó giống như thiên thần. A, à, tiểu Diệp Tử kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Vì cái gì không có hiệu lực? Kỳ quái, hắn đưa tay thuận kim đồng hồ, ông, Lăng Hàn lại sinh ra cảm giác cổ quái, lần này, hắn cảm giác thời gian thúc giục hắn giả đi. Nhưng mà, trong thức hải, đại đạo quang run rẩy loại cảm giác này không cánh mà bay. Hắc hắc, hắc hắc, tiểu diệp tử thu tay về, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa. Quả nhiên là thiên tài đệ nhất vạn cổ, rất lợi hại, ngay cả thần thông tuế nguyệt của ta cũng không có tác dụng. Lăng hàn mặt ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải lúc trước hắn từng tiến vào vực sâu nguyên thủy, luyện hóa vật chất thủy nguyên, tiến tới tu ra đại đạo quang, hắn có khả năng đã biến thành hài nhi hay là lão đầu. Nhìn đại hắc cẩu và hầu ca thì biết, hắn sẽ mất đi chiến lực và mặc người ta chém giết. Trong nháy mắt, sát ý rực cháy trong mắt Lăng Hàn, đối thủ như vậy quá đáng sợ, sẽ tạo thành phá hoại cực lớn với đội ngũ của hắn. Nhất định phải giải quyết trước tiên. Cảm ứng được sát khí của Lăng Hàn, Tiểu Diệp Tử cười một tiếng. "Ôi ôi ôi, đột nhiên động sát khí, có điều Lăng Hàn, cho dù ngươi là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm." Nói xong câu đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn hóa thành một tên nam tử 20 tuổi, hắn đứng đó tỏa ra uy thế 10 phần. Vậy thì chiến một trận, Lăng Hàn giết tới, hắn đấm ra một quyền, hắn dùng toàn lực ứng phó, bốn người ba đạo quy tắc bộc phát. Tiểu Diệp tử nghênh kích, hắn ngạnh kháng với Lăng Hàn. Khi nắm đấm của hai người va vào nhau, đột nhiên thân thể Tiểu Diệp tử run rẩy một chút, hắn như biến thành hai người, sau đó không ngừng trùng hợp làm một. Bang, một kích qua đi, Tiểu Diệp tử bị đẩy lui trở về sắc mặt của hắn hơi trắng nhưng cũng không có phun máu mà là gật đầu đúng là lợi hại ta đã xem thường ngươi lăng hàn kinh ngạc bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy tiểu diệp tử không ngừng một phân thành hai lại hai kết hợp làm một cũng không phải là thân thể chuyển động nhanh sinh ra ảo giác mà là chân chính đến biến thành hai người đây là cách ứng dụng của thời gian quy tắc sao mọi người cũng giật mình lại có người va chạm với lăng hàn mà còn sống chuyện này quá dọa người đây là quái vật lại đến lăng hàn thét dài một tiếng hắn xuất ra một quyền. Bành, trong đại chiến lần này, thân thể tiểu diệp tử rung động, hắn hóa ra ba người, nhưng sau đó biến thành bốn người, năm người, thẳng đến biến thành bảy người mới dừng lại. Lợi hại, thật sự là lợi hại, hắn cảm thán từ đáy lòng, kém chút đánh ra cực hạn của ta, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, có tư cách gọi là vạn cổ đệ nhất. Đây là ý gì, nếu Lăng Hàn là vạn cổ đệ nhất, vậy ngươi kém chút đánh ra cực hạn, chẳng phải sẽ mạnh hơn. Còn chưa tới cực hạn sao, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn giết tới lần nữa. Ta sẽ giúp ngươi đánh ra. Oanh, 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 hắn xuất từng quyền, tiểu diệp tử vừa hóa thành bảy, bảy phân thân cùng thừa nhận công kích nên hắn rất nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lăng Hàn không quan tâm chút nào, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Lần này, rốt cuộc tiểu diệp tử biến sắc, mặc dù hắn không ngừng hóa thành bảy phân tán công kích của Lăng Hàn, nhưng bảy phân thân rung động như sắp vỡ nát. Rốt cuộc, lúc Lăng Hàn lại xuất ra một quyền Điều diệp tử không còn dám đón đỡ, hắn hóa thành tia sáng trốn đi thật xa. Hắn không hề thong dong, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Lăng Hàn. Đây là đánh mặt, vừa rồi hắn còn khoác lác, nói Lăng Hàn không có đánh ra cực hạn của hắn, kết quả thì sao? Hắn không ngừng thừa nhận công kích của đối phương, không hề có hoa mỹ, hơn nữa suýt nữa đánh nát cực hạn của hắn. Hắn triệu hoán phân thân thuật lại bị Lăng Hàn lấy phương thức bạo lực như thế phá giải. Trước đó hắn không ngừng chia ra làm bảy hắn và sáu phân thân tương lai chia sẻ công kích của Lăng Hàn. Nhưng mà, Lăng Hàn công kích quá nhanh quá nặng, cho dù có bảy ta cùng gánh vác cũng bị đả kích rất nặng. Nếu không, cho dù là ta trong thời gian nào cũng bị tổn thương. Tại sao lại có gia hỏa đáng sợ như thế? Phải biết, hắn không phải nhục thể phàm thai. Thấy Lăng Hàn chiếm thượng phong, mọi người thở ra, nhưng tiểu diệp tử lại mạnh đến tình trạng như vậy. Hắn có thể ngạnh kháng với Lăng Hàn nhiều chiêu vẫn không thua, việc này làm mọi người líu lưỡi. Hừ, hắn phất phất tay, ông, không gian bị xé rách, một người tỏa ra kim quang xuất hiện. Tiên thiên kim linh, t quả nhiên tiểu diệp tử là người của tuyệt địa. Đây là con của đại đế nào, không ngờ có chiến lược kinh người như thế. Sau tiên thiên kim linh chính là 16 khô lâu thánh binh, mặc dù bị lang hàn đánh sập hơn phân nửa, nhưng lấy ra 16 con vẫn không thành vấn đề. Cuối cùng chính là các đế tử đế nữ, chương 5195, giết tới, tuyệt địa lại giết tới bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Lăng Hàn không hỏi, chuyện này đã không có ý nghĩa, địch nhân đều đánh tới tận cửa, bọn họ chỉ có thể nghênh đón. Ông, tiên thiên kim linh tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn giết tới, đa gia Phật nghênh tiếp, oanh, hai đại chuẩn đế hai chiến, nhưng chỉ qua vài chiêu đa gia Phật đã rơi vào hạ phong. Tiên thiên kim linh chỉ cần bị luyện hóa, nó sẽ trở thành phân thân cấp chuẩn đế, mà hiện tại bị 12 tuyệt địa chi chủ cùng thao túng, đối phương mạnh tới cỡ nào. Qua biến thái, Tiên Dưỡng Hạo cùng Hạ Hậu Bình nhìn nhau một cái, bọn họ cùng liên thủ với đa gia Phật chiến đấu với Tiên Thiên Kim Linh. Như thế, Song Phương cũng cùng cấp độ. Dù sao cũng là chuẩn đế, có thể tu tới cảnh giới này, từ xưa tới nay không có bao nhiêu người làm được. Mỗi một vị chuẩn đế đều mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng người thao túng Tiên Thiên Kim Linh lại có thực lực và thần trí vượt qua chuẩn đế, cho nên nó mới có thực lực lấy một địch ba. Bởi như vậy, uy hiếp của Tiên Thiên Kim Linh rất mạnh, nhưng bên phía Lăng Hàn có ba chuẩn đế cần tới ba người kiềm chế, có thể thấy được tiên thiên kim linh đáng sợ. Lăng Hàn, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi làm sao thoát khỏi đại đế thôi diễn. Ngũ tinh đồng cao ngạo nói, Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không thể bị thôi diễn, nhưng những người khác có thể, cho nên, chỉ cần thôi diễn ra tung tích của đám người hầu ca thì có thể biết được vị trí của Lăng Hàn. Chỉ mấy người các ngươi, hắn lắc đầu, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, càn quét các ngươi, còn không phải dư xài hay sao. Ngũ Tinh Đồng cười nói, Lang Hàn chỉ về phía Tiểu Diệp Tử, gia hỏa này là ai? Ngũ Tinh Đồng cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức nói, việc này không cần ngươi quản, a, à, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Lang Hàn cười nói, ta thấy hắn mới là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, các ngươi đừng hòng tranh đoạt đế vị với hắn. Vừa nói ra lời này, những đế tử kia, đế nữ tuyệt địa đều tức giận, giống như bị đâm vào chỗ đau. Banh, đúng lúc này, hầu ca và đại hắc cầu đột nhiên xảy ra biến hóa hắn từ ra nua biến thành trẻ trung, tinh khí bừng bừng, con chó con cũng biến thành đại hắc cẩu. Thời gian đã mất đi tác dụng, bọn họ khôi phục nguyên trạng. Đại hắc cẩu cười hì hì, nói, các ngươi có phải con ruột hay không, có chuyện tốt thành đế cũng không rơi vào đầu mình, ngược lại tiện nghi một người ngoài. Không hổ là lão hắc, vừa mới khôi phục lại, nó cũng không cảm thấy may mắn, mà là mở miệng châm chọc cay độc. Cho nên nói, thiên hạ đệ nhất tiện thánh, danh xứng với thực lời này nháo tâm, ngũ tinh đồng nhìn sang đại hắc cẩu, ngậm miệng, ngươi là tiện cẩu, ngươi bảo cẩu ra ngậm miệng thì ngậm miệng, cẩu ra không muốn mặt mũi. Đại hắc cẩu gào lên, sau đó xoay người, nó lắc cái mộng, quần lót sắt sắt chói mắt. Có bản lĩnh tới làm cẩu ra đi, chết, ngũ tinh đồng nhịn không được, hắn lập tức tấn công đại hắc cẩu. Bản tỏa còn sợ ngươi hay sao? Đại hắc cẩu bộc phát khí thế, giống như biến thành đại cao thủ tấn công ngũ tinh đồng. Oanh, một người một chó đấu nhau, chỉ thấy đại hắc cẩu cũng không rơi vào hạ phong nó mặc thanh đồng chiến y gia trì sức chiến đấu của nó cực lớn bọn họ đang khai chiến ở bên ngoài nếu ở bên trong vực sâu nguyên thủy ngô tinh đồng sẽ không có sức hoàn thủ sẽ bị đại hắc cẩu đánh chết thấy ngô tinh đồng đã cùng đại hắc cẩu khai chiến đám người dương dịch hoàn hà la cùng lao lên một trận hỗn chiến bắt đầu nếu là trước kia bên phía lăng hàn sẽ thua thiệt con của đại đế yêu nghiệt cỡ nào nhưng mà hiện tại thật nhiều người đều có thanh đồng chiến y nơi tay, từ đó gia tăng lực lượng cùng phòng ngự của bọn họ lên cực lớn, bởi vậy, hoàn toàn có sức liều mạng. Cũng chính vì như thế, Lăng Hàn cũng không nhúng tay. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu diệp tử, đây mới là kẻ địch cường đại nhất, khó giải quyết nhất. Người này có lai lịch gì, tại sao nắm giữ thời gian quy tắc? Lăng Hàn, người đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, đại đế sẽ đích thân đến, việc này không có ý nghĩa gì. Phong diệu lăng quát, a à. Lăng Hàn sững sờ, người đang nhắc nhở ta sao? Tiểu Diệp tử nhìn sang Phong Diệu Lăng, ánh mắt hơi nghiền ngấm, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Vậy thì chiến, Lăng Hàn giết tới, hắn phát động phượng dực thiên tường lao về phía Tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử cũng không dám khinh địch, Lăng Hàn yêu nghiệt tới mức làm hắn kiêng kỵ. Hắn nghênh chiến, hắn xuất ra một cước, trên đùi còn tỏa ra ánh sáng mong theo vận vị đại đạo. Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền, oanh, bỗng nhiên hắn dẫn động năng lượng hủy diệt. Tiểu Diệp từ lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, cái chân của hắn vẫn còn. Mà càng quỷ dị hơn chính là, trên chân của gia hỏa này cũng có năng lượng màu đen. Năng lượng hủy diệt, làm sao có thể? Năng lượng hủy diệt thời kỳ trước thuộc về Huyền Thái Vũ, thời đại này thuộc về Lăng Hàn, Đinh Thụ và các bá chủ nguyên thế giới, những người khác, cho dù có hủy diệt linh đồ cũng không cách nào học được. Hiện tại xuất hiện trên thân kẻ thứ 9, Lăng Hàn nghĩ đến, ba người phá thiên, vạn đạo Thủy Nhất bị giết, đây chính là mục tiêu đả kích của tuyệt địa chi chủ, trước kia hắn cho rằng tuyệt địa chi chủ xem bọn họ như uy hiếp nên gạt bỏ. Nhưng mà, bây giờ thấy năng lượng hủy diệt thì hắn có suy đoán khác. Ngươi làm gì đám người Thủy Nhất, lang hàn quát, tiểu diệp tử cảm thấy tiếc nuối, hắn vốn định đánh một cái xuất kỳ bất ý, lấy năng lượng hủy diệt oanh sát Lăng hàn, nếu không được cũng làm đối phương trọng thương. Không nghĩ tới, hai người không hẹn mà cùng sử dụng năng lượng hủy diệt, không ai chiếm thượng phong. Hắn cười một tiếng, cũng không có làm cái gì, chỉ lợi dụng rác rưởi lấy thứ giá trị trên người của bọn họ đặt lên người của ta. Nguyên thế giới sao? Lăng Hàn chỉ biết muốn nắm giữ năng lượng hủy diệt cần phải có ngàn vạn quan hệ với nguyên thế giới, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Người thật buồn nôn, Lăng Hàn lắc đầu, đặt đồ của người chết vào người, chuyện này không buồn nôn sao? Được làm vô thua làm giặc mà thôi, Tiểu Diệp từ từ tốn nói. Xèo, hắn lập tức lao tới tấn công Lăng Hàn, ánh mắt Lăng Hàn ngưng trọng, Hắn phát ra sát ý rất mạnh. Hắn nghênh tiếp tiểu Diệp tử, trong nắm đấm của hắn không chỉ có năng lượng hủy diệt, hơn nữa còn bổ sung đại đạo quang. Đây mới là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn, Thánh Hỏa, chỉ có lúc vạn bất đắc dĩ mới sử dụng, dù sao dùng một ít sẽ giảm một ít. Ông, trên thân tiểu Diệp tử tỏa ra hào quang không hiểu, giống như năm tháng trôi qua, việc này vô cùng cổ quái. Nhưng mà, thân hình của hắn dừng lại, đại đạo quang, hắn kinh hô chương 5196, thời gian thủy tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương nhận ra đại đạo quang, hơn nữa còn dừng lại, đây là kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, không dám liều mạng cùng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn truy kích tiểu diệp tử. Lần này, tiểu diệp tử không còn thái độ phách lối, hắn không dám đón đỡ và xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cũng phi thường nhanh chóng, hơn nữa là lóe lên như thuấn di. Đây là cách vận dụng quy tắc thời gian sao, lăng hàn đã nắm giữ phượng dực thiên tường là thân pháp nhanh nhất thiên hạ thế nhưng hắn không đuổi kịp chỉ có thể duy trì cục diện truy kích chuyện này làm lăng hàn sinh ra ý niệm chém giết đối phương trước đó tiểu diệp tử cuồng ngạo cỡ nào nhưng chỉ nhìn thấy đại đạo quang đã dọa hắn chạy trốn chết chẳng lẽ đại đạo quang trời sinh khắc chế hắn lăng hàn cách không đánh ra một quyền lập tức lực quyền mang theo năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang công kích như vậy nhanh cỡ nào nguyên nhân bản thân lăng hàn đang di chuyển cực nhanh một quyền này hóa thành trùng sáng nhanh chóng truy đuổi tiểu diệp tử. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, quyền quang đã đánh lên người tiểu diệp tử. Tiểu diệp tử không thể không xoay người lại chống đỡ, không thì hắn phải chết. Bành, hắn hóa thành bảy, lại sử dụng ra triệu hoán phân thân thuật, rút ra sáu cái ta ngạnh kháng. Quyền quang nổ tung, sau khi hào quang biến mất, chỉ thấy tiểu diệp tử vẫn đứng đó, sáu hóa thân biến mất cực nhanh. Oa, wow, tiểu diệp tử thổ huyết, trên mặt nhẹ nhóm hơn nhiều. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật nắm giữ đại đạo quang, thì ra chỉ có một chút xíu. Hắn may mắn chân chính, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, dù chỉ là một chút xíu, cũng đủ đánh ngươi tè ra quần. Chuyện này, sắc mặt tiểu diệp tử biến thành màu đen, trước đó hắn thật sự bị dọa phát sợ, cảm ứng được khí thức đại đạo quang hắn đã chạy trốn cực nhanh, không nghĩ tới Lăng Hàn chỉ nắm giữ một chút xíu mà thôi. Nhưng dù ế một chút xíu cũng đánh tan phân thân thời gian của hắn, cũng giải tán toàn bộ, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào triệu hoán ra được. Chỉ từ điểm ấy mà nói, hắn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn nhìn Lăng Hàn, bên trong đôi mắt có năm tháng trôi qua, qua một lúc thân thể hắn run run, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hắn muốn dùng quy tắc thời gian thôi diễn quá khứ tương lai của Lăng Hàn, nhưng hắn chỉ nhìn thấy hỗn độn, hắn nghĩ cương ép xóa đi hỗn độn xem tỉ mỉ, hắn lại bị phản phệ. Hi hi, Lăng Hàn, người có thể hạn chế ta, nhưng mà, ta có thể xuất thủ với người khác, bọn họ làm sao có thể chống cự thần thông thời gian của ta tiểu diệp tử cười nói giống như khôi phục lòng tin lăng hàn lạnh lùng nhìn hắn ngươi có thể thử một chút trong lời này mang theo sát y mãnh liệt trong mắt tiểu diệp tử chuyển động hắn cầm một khối thủy tinh trong suốt ra mặt ngoài có hào quang lưu chuyển hắn cầm chơi một lần lẩm bẩm nói thật không nỡ bỏ dù sao nó là vật phẩm duy nhất theo ta ra đời sau đó hắn nhìn về phía lăng hàn khối thủy tinh kia sáng lên Thứ này gọi là thời gian thủy tinh, tác dụng ở một khu vực nào đó, có thể làm cho thời gian khu vực này chảy giảm xuống mấy trăm lần. Cho nên, chỉ cần ta giam ngươi ở đây, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết người, hì hì. Lăng biến sắc, hắn đã nhìn thấy tốc độ thời gian chảy siêu tốc trong vực sâu nguyên thủy, đó chính là tuyệt địa, ngay cả chuẩn đế đi vào cũng hóa thành xương khô, dù sao một đời chuẩn đế cũng chỉ sống mấy trăm vạn năm, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới thời gian của vũ trụ. Năng lực của tiểu diệp tử khẳng định không thể so sánh với thiên địa, nhưng mà, nếu như hắn nói, chính mình vây khốn ở đây, khi đó chỉ có thể nhìn đối phương thu tính mạng người của mình. Trừ lăng hàn ra, không người là đối thủ của tiểu diệp tử, thần thông thời gian này thật đáng sợ. Hi hi, đi, tiểu diệp tử lập tức ném thời gian thủy tinh ra, lăng hàn vội vàng tránh né, nhưng thời gian thủy tinh nổ tung, ông, hóa thành màn sáng lớn bao phủ lăng hàn vào bên trong. Lăng hàn lập tức phát hiện, động tác của mình chậm lại không không không, hắn cũng không chậm, chỉ là người khác biến nhanh, chỉ ít nhanh gấp mấy trăm lần. Hắn bị thời gian thủy tinh tác dụng, tốc độ thời gian tự thân trôi qua chậm hơn bên ngoài vài trăm lần. Làm sao bây giờ, Lăng Hàn lập tức nghĩ đến, trước đó tiểu diệp tử sử dụng thần thông thời gian biến mình thành già hoặc trẻ, nhưng mà đại đạo quang phát huy tác dụng chống lại thần thông thời gian. Hiện tại có thể thực hiện hay không? Lăng Hàn chủ động vận chuyển đại đạo quang, ông, toàn thân hắn tỏa ra khí tức đại đạo. Xeo, tốc độ của hắn lập tức gia tốc, gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10, mặc dù hắn còn không có khôi phục khôi phục tốc độ thời gian trôi bình thường, thế nhưng mà hắn đã nhanh hơn trước kia rất nhiều. Tiểu Diệp tử nhìn thấy liền nhíu mày, tên biến thái, thế mà nắm giữ đại đạo quang, hắn không do dự ra tay với đám người nữ hoàng, hi hi, ra đi cho ta, hắn chuyển động tay ngược kim đồng hồ, thần thông còn chưa phát huy tác dụng, đôi cánh lửa đã lóe sáng, lăng hàn đã ngăn trước mặt nữ hoàng, sau đó thần thông thời gian vận chuyển nhưng không phát huy tác dụng gì tiểu diệp tử nhíu mày hắn cũng móc ra bảo vật áp đáy hòm thế mà không thể vây khốn lăng hàn đi lăng hàn phát ra thần thức truyền âm một vị đại đế nào đó không biết sẽ đánh tới lúc nào hàm chiến ở chỗ này thật không khôn ngoan hắn trực tiếp thu lấy tinh cầu một hai ba sau đó mang theo mọi người tiến vào vực sâu nguyên thủy hắn dẫn đầu ba vị chuẩn đế vừa đánh vừa lui phụ trách ngăn cản phía sau tuyệt địa bên kia truy kích cho dù phía trước là vực sâu nguyên thủy cũng không sợ nguyên nhân chẳng mấy chốc sẽ có một đại đế xuất hiện chấn áp tất cả bên trong vực sâu nguyên thủy điểm sáng như mưa oanh có điểm sáng nổ tung và tỏa ra sóng năng lượng kinh khủng cũng bao phủ bốn phương tám hướng mọi người vội vàng tránh né đây là thứ có thể đánh chết thánh nhân cửu tinh lang hàn không quan tâm hắn lấy thân ngăn ở phía trước hộ tống mọi người lần này người tuyệt địa người đều không dám truy kích có thể không sợ năng lượng xung kích chỉ có tiên tiên kim linh cùng tiểu diệp tử hai người này vẫn truy kích dáng vẻ không bỏ qua mà đúng lúc này bên ngoài vực sâu nguyên thủy một âm hà quán thông thiên địa xuất hiện tuyệt địa chi chủ xâm la đại đế đến không hề do dự âm hà xông vào trong vực sâu nguyên thủy nhanh chóng truy đuổi Ngoá, lang hàn vội vàng thu tất cả mọi người vào người có đế binh thu không đi thì mang đi do hắn cùng ba vị chuẩn đế phân biệt mang theo một đường chạy như bay còn tốt bọn họ đã từng tiến vào vực sâu nguyên thủy tốc độ thời gian bên trong nhanh hơn rất nhiều cũng dành trước ưu thế đi trước cho dù là đại đế cũng không cách nào đuổi kịp bọn họ trong thời gian ngắn lại nói sâm la đại đế hiện tại không thể ứng phó toàn lực đi thành chân long lang hàn và ba vị chuẩn đế không hề do dự bọn họ lập tức xông vào khu vực hỗn độn tại bên ngoài cho dù chạy nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng đại đế kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp cho nên chỉ có mang theo sâm la đại đế đi tới thành chân long dùng đế chế đế. Chương 5197, dùng đế chế chế. Trước đó chân long đại đế bị thiệt lớn, gặp lại xâm la đại đế, hắn khẳng định sẽ đỏ mắt. Đây là sinh lộ duy nhất của đám người lăng hàn. Hơn nữa, nhìn tuyệt địa chi chủ và 36 thần thú đánh nhau, chuyện này cũng phù hợp kế hoạch của lăng hàn. Nguyên nhân thấy thế nào, hai bên đều có mục tiêu hủy thiên diệt địa. Nhìn bọn họ cho cắn chó, ách, câu nói này không thể để cho đại hắc cầu nghe được. Lần này, vận khí của bọn họ đặc biệt tốt, trên đường đi không có năng lượng phong bạo, mặc dù tốn thời gian mấy tháng, bọn họ đã tới bên ngoài thành chân long. Sau lưng, âm hà đuổi kịp, oanh, một luồng khí tức đáng sợ sinh ra trong thành trì, sau đó là thanh long phóng lên cao. Có điều ánh mắt thanh long nhìn chầm chầm vào đám người lăng hàn. Lăng hàn linh cơ khẽ động, lập tức lớn tiếng nói. Xâm la đại đế, ta đã dẫn đường cho ngươi rồi. Lập tức, chân long đại đế di chuyển ánh mắt, hắn nhìn thấy âm hà đang lao tới thật nhanh, trong ánh mắt còn mang theo thù hận. Đường đường đại đế lại bị người ta đánh chạy chối chết, đây là nhục nhã to lớn. Bởi vậy, hắn cũng không để ý đến đám sâu kiến như lăng hàn, hắn xuất thủ tấn công âm hà. Là đại đế xuất thủ, dù xâm la đại đế xem thường chân long đại đế nhưng cũng không có khả năng xem như chuyện không quan trọng. Cho nên, hắn tạm thời buông tha đám người lăng hàn, nghênh kích chân long đại đế. Hừ, bại tướng dưới tay, hắn khinh thường nói ngươi là thứ người không ra người quỷ không quỷ cũng dám nói khoác mà không biết ngược. chân long đại đế cười lạnh hắn điều khiển lấy quy tắc vô thượng oanh tạc âm hà trong tình huống không phát huy toàn lực xâm la đại đế cũng không phải là đối thủ của chân long đại đế đám người lang hàn không dám xem kịch không quản đại đế nào thắng bọn họ khẳng định sẽ là mục tiêu kế tiếp bọn họ vội vàng thông qua thành chân long sau đó tiếp tục tiến lên tiên thiên kim linh tiểu diệp tử tiếp tục truy kích bọn họ một là chuẩn đế một là thánh nhân siêu cường nắm giữ quy tắc thời gian, có tư cách không kiêng nể gì. Lại nói, phía sau bọn họ còn có 12 vị đại đế, càng không sợ. Oanh, 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 chân long đại đế không ngừng oanh tạc, âm hà bị đánh tán loạn, vào lúc này chân long vô cùng cường thế, cũng chiếm thượng phong. Ngụy chân long, người nhất định muốn chết sao? Xâm la đại đế nói, hắn đã giận tím mặt, hắn là bá chủ vô địch thời đại, là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào? Cho dù là chân long, khi đó cũng là các thần thú san sát, chưa nói tới bá chủ một thời đại, huống chi, đầu chân long trước mắt có nhiều vấn đề, tuyệt đối không phải chân long năm xưa. Hừ, người tu luyện tà thuật mới có thể sống tạm trong thời gian biến thiên, bản đế cũng không tin, người khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh mà không cần trả giá đắt, hơn nữa còn có thể giữ vững liên tục. Chân long đại đế nói, chém ngươi, dư xài, xâm la đại đế lạnh lùng nói, nơi này là địa bàn của bản đế, ngươi lui ra ngoài đi, bản đế cũng không muốn liều lưỡng bại câu thương cùng ngươi. Chân Long đại đế nhượng bộ một bước, ngươi cũng xứng bản điều kiện cùng ta. Xâm La đại đế nói, hắn vô cùng kiêu ngạo, dù sao, hắn từng vô địch thời đại, ngươi quá mức, Chân Long đại đế cũng bị chọc giận, hắn không nói thêm gì nữa, mà là tăng cường công kích. Ta muốn xem ngươi chết rồi sống lại sẽ thành cái quỷ gì. Xâm La đại đế xông ra khỏi âm hà, vào lúc này hắn phát huy thực lực đại đế chân chính. Tình huống hoàn toàn khác biệt, Hắn cường thế xuất thủ lấy được Thượng Phong, đè đánh chân Long đại đế. Đây mới là chiến lực vốn có của đại đế. Tình huống này giống với lần trước, chân Long đại đế đánh lâu không địch lại, hắn không dám ham chiến, cho nên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, hắn còn chưa chạy bao xa đã gặp năng lượng phong bạo. Cho dù là đại đế cũng không dám cậy mạnh trước năng lượng phong bạo, hắn không thể không dừng bước. Ngụy Chân Long, ta muốn xem diện mục thật sự của ngươi sâm la đại đế cũng đối hứng thú với chân long lại không phải là chân long trước mặt thế công như thủy triều hắn phát huy ra phong thái vô địch của đại đế chân long đại đế lui không thể lui hắn chỉ có thể tử chiến hắn lộ ra vẻ sợ hãi tái chiến tiếp đại đế thì như thế nào hắn vẫn bị đánh chết ngang hắn phát ra một tiếng long ngâm chấn động thiên địa a à, triệu hoán giúp đỡ sâm la đại đế kinh ngạc khó trách bên trong vực sâu nguyên thủy còn có tồn tại không tầm thường như chân long đại đế Trước đó Lăng Hàn đã tiết lộ với huyết hải chi chủ có 36 thần thú, nhưng huyết hải chi chủ cũng không tin. Cho nên, nếu nàng không tin, làm gì nói với đám người xâm la đại đế. Ta càng muốn chém ngươi, sát khí của sâm la đại đế như nước thủy triều. Cho dù mạnh như hắn, nếu bị hai chân long đại đế vây công cũng rất chật vật, nếu có ba hoặc bốn tên, vậy hắn sẽ nghĩ phải rút lui. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Oanh, 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 đại đế bộc phát toàn bộ thực lực, trái lại chân long đại đế biểu hiện càng ngày càng hỏng bét. Chuyện này cũng phù hợp với phán đoán của đa gia Phật, xâm la đại đế, đầu chân long này rất có vấn đề, tuyệt đối không như đại đế chân chính. Mặc dù chân long đại đế tận lực ngăn cản nhưng đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến, hắn có thể kéo dài bao lâu. Bành, xâm la đại đế đánh một quyền xuyên thủng lồng ngực của chân long, sau đó bị xâm la đại đế vươn tay xé mạnh, thân thể chân long đại đế bị xé thành hai nửa. Hừ, thể phách như vậy cũng xứng gọi là chân long. Sâm La Đại Đế lạnh lùng nói, hắn hít sâu một hơi, cho dù là chân long đại đế hay thành chân long trước mặt, sinh mệnh tinh khí của tất cả mọi người đều bị hắn hút đi. Trong nháy mắt nơi này biến thành tử địa, thân thể khô héo của hắn nở ra vài phần, nhưng khoảng cách trạng thái hoàn toàn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Dù sao, số lượng sinh linh nơi này quá ít, nếu không phải còn có một đại đế, hắn cũng khó khôi phục một phần vạn. Cổ quái, lúc nào bên trong vực sâu nguyên thủy có thêm thành trì thế này? Sâm La Đại Đế nhíu mày, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này chẳng lẽ là trùng hợp không có khả năng thế gian không có chuyện gì trùng hợp như thế hắn nhìn về phía trước có thể cảm ứng rõ ràng nơi đó có khí tức đáng sợ tới gần đây là tồn tại không kém gì hắn đại đế chỉ một hồi một thần cầm màu xanh xuất hiện thanh loan xâm la đại đế cười lạnh đúng là chơi vui ngay cả thanh loan cũng sống lại thanh loan bay giữa trời đế uy tràn ngập ngươi giết chân long Thanh Loan đại đế quát lớn, nếu như Lăng Hàn ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện Thanh Loan là giống được. Người cũng muốn chết sao? Sâm La đại đế nói. Thanh Loan đại đế nhìn chằm chằm vào Sâm La đại đế. Người đã tiến vào trạng thái suy kiệt, còn có thể tái chiến sao? Sâm La đại đế chỉ cười nhạt một tiếng, đủ để chém ngươi, dù hắn là tuyệt địa chi chủ, hắn vẫn khó duy trì trạng thái vô địch hiện tại. Chương 5198, thành trì thứ hai. Thanh Loan đại đế cũng không hề tức giận, chỉ trầm ngâm nói. Có lẽ ngươi sẽ chém ta, nhưng mà, ngươi sẽ trả cái giá rất lớn, chỉ sợ không phải là ngươi có khả năng thừa nhận. Xâm la đại đế do dự, đúng thế, đúng như thanh loan đại đế nói, chiến lực của hắn có thể áp chế đối. Phương, nhưng vừa mới thức tỉnh chiến lực hoàn toàn đánh một trận, nếu lại làm lần nữa, bản thân của hắn sẽ lâm vào nguy cơ. Dù sao vượt qua vô số năm tháng, hắn nghịch thiên mà đi, hắn không cần trả giá đắt sao. Vừa vặn, lúc này thiên địa phong bạo tạm ngừng sâm la đại đế phất tay áo hắn mang theo long thi rời đi thanh loan đại đế chỉ đưa mắt nhìn sau khi bóng dáng sâm la đại đế biến mất thì hắn lẩm bẩm tình thế hơi vượt qua khống chế nhưng thành công đang ở trước mắt vẫn cần nhẫn nại một hai dứt lời hắn xoay người hai cánh chấn động và biến mất ngay lập tức lại nói lăng hàn đa gia phật đang phi nước đại cuối cùng cũng bỏ rơi sâm la đại đế mà tiểu diệp tử cùng tiên thiên kim linh khó giải quyết nhưng cũng không phải không ngăn cản được bởi vậy lang hàn ngừng lại hắn quay người đối mặt với hai người tiên thiên kim linh đến chiến lang hàn cười nói tiểu diệp tử quay đầu nhìn lại hắn nhíu mày nguyên nhân là do hắn không thể cảm ứng khí thức của xâm la đại đế đây chính là vực sâu nguyên thủy đại đế đi vào cũng phải thận trọng nơi này có quá nhiều điểm thần kỳ không vội tiểu diệp tử cười một tiếng ngươi chỉ là tôm tép nhảy nhép cho ngươi sống lâu một hồi Hắn xoay người rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước, đột nhiên hắn dừng lại và nói: "Ta đã là thánh nhân cửu tinh, ta sẽ xung kích chuẩn đế, ngươi phải biết, thời đại này cho phép thành đế, cho nên ngươi chết già ở nơi này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thành đế." Đế, nhận thiên địa khí vận, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người. Cho nên, nếu Lăng Hàn vẫn ở nơi này, hắn làm sao có thể thành đế? "Đừng nói thành đế, chuẩn đế cũng không thành được, chuyện này là công tâm, muốn loạn đạo tâm của Lăng Hàn lăng hàn không hề bị lay động bên trong vực sâu nguyên thủy có vật chất thủy nguyên có thể chống đỡ hắn tu luyện ở thánh cấp về phần đế cấp trước tu đến thánh nhân viên mãn lại nói tiểu diệp tử và tiên thiên kim linh rời đi mấy người lăng hàn không có truy kích tiểu diệp tử chỉ là phụ tiên thiên kim linh mới thật sự đáng sợ cần ba chuẩn đế liên thủ nhưng không thể chấn áp một khi hắn không quan tâm trực tiếp nhìn chằm chằm vào lăng hàn ra tay khi đó lăng hàn sẽ đau đầu hiện tại tiến hay lui mấy tên thánh nhân mang đế binh hỏi bọn họ không thể tiến vào trong cơ thể lăng hàn lăng hàn nghĩ nghĩ nhìn về phía trước nếu đã tới đây vậy thì đi tới thôi do ba vị chuẩn đế xuất thủ trợ giúp mọi người ẩn giấu thân tích trước đó bọn họ cũng không phải không nhìn thấy một thần cầm màu xanh bay ngang qua mặc dù còn cách thật xa nhưng lại tràn ngập đế uy bọn họ biết rõ đó chính là một vị đại đế chim lớn màu xanh là thanh loan đại đế mọi người suy đoán lăng hàn càng kinh ngạc thần thú chết đi thật sự sống lại Trước có Chân Long, nhưng Tiểu Thanh Long khẳng định Chân Long đã tử vong, mà Thanh Loan, Lăng. Hàn nhận được hình ảnh của đối phương lưu lại sau khi chết, đồng thời Thanh Loan cũng đã chết. Cổ quái, rất cổ quái, những thần thú này phục sinh như thế nào? Vì cái gì đã chết còn có thể xuất thế? Lăng Hàn nghĩ không thông, bên trong vực sâu nguyên thủy ẩn giấu thứ gì? Cái gọi là trường sinh, nó là cái gì? Cùng là truy cầu trường sinh, có chút đại đế biến thành tuyệt địa chi chủ có chút đại đế ở lại vực sâu nguyên thủy đối kháng cường địch không biết thân phận, còn có chút đại đế thì chết rồi sống lại. Thật loạn, bọn họ tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy Thanh Loan đại đế lại bay trở về, đồng thời có chuẩn đế che giấu tung tích, bọn họ vẫn không có bị phát hiện. Tốc độ của bọn họ còn chậm hơn đại đế rất nhiều, sau khi đi được 3 ngày, chỉ thấy hoang nguyên phía trước sinh ra biến hóa và xuất hiện sa mạc. Cát vàng khắp nơi, không gió, hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn thông qua, chỉ có thể đi tiếp mọi người đành phải đạp lên cát vàng bắt đầu hành trình không biết kỳ thật đến nơi này cho dù là ba người đa gia phật tiền dưỡng hạo hạ hậu bình cũng mờ mịt bọn họ trước kia đã từng đi tới vực sâu nguyên thủy nhưng cũng chỉ đi tới thành chân long khi đó cũng không dám đi lên phía trước chỉ có đại đế mới có thể bước vào khu vực này nhưng lần này bọn họ còn có chiến giáp gia tăng năng lực sinh tồn cực lớn hơn nữa có vẻ như đoạn đường này có thành trì cho nên bọn họ càng có lý do và dũng khí xâm nhập đi trong sa mạc nửa ngày, có gió nhẹ thổi qua, hạt cát bay bay. Đây chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng mọi người lại tái mặt. Phải biết, mỗi hạt cát nặng như tinh cầu, gió nhẹ đã thế, nếu gió lớn sẽ khủng bố cỡ nào. Một viên cát đánh tới chẳng khác gì tinh cầu nổ tung. Huống chi, nếu bị bão cát đầy trời đánh chúng, khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Không thể tiếp tục tiến lên, thủ ở nơi này. Đa gia Phật nói, hắn tiếp nhận thanh trúc kiếm ngăn ở tuyến đầu. Lui lại cũng không kịp, Bọn họ xâm nhập nơi đây đã lâu, làm sao có thể rời đi trong thời gian ngắn. Qua một lúc sau, gió lớn nổi lên, cát vàng hình thành vòng xoáy trên mặt đất, lúc nào cũng có thể hóa thành bão cát. Lăng Hàn lấy Hỗn Độn Cực Lôi Tháp ra bao phủ tất cả mọi người. Oanh, cát vàng đập tới, đa ra phật múa kiếm, xoát xoát xoát, kiếm khí bao phủ bầu trời. Chuẩn đế thêm đế binh, uy lực rất kinh người, một kiếm đánh bay các hạt cát. Nhưng mà, trong sa mạc có bao nhiêu cát, ước ước vạn viên có thể nói đếm mãi không hết dù đa gia phật cường đại như thế hắn cũng không thể chú ý chu toàn tất cả mọi nơi nhưng mà bọn họ còn có đạo phòng tuyến thứ hai hạt cát đánh vào hỗn độn cực lôi tháp phát ra tiếng nổ trầm đục từng làn sóng sung kích hợp tới nhưng mà bên trong hỗn độn cực lôi tháp còn có hai vị chuẩn đế cùng lăng hàn bọn họ liên thủ hành động tiêu trừ sóng chấn động thời điểm đa gia phật không thừa nhận nổi hạ hậu bình tiền dưỡng hạo phân biệt đi ra thay tế hơn nữa Nơi này còn có ba kiện đế binh, cũng có thể phát huy tác dụng. Trận bão cát này kéo dài 3 tháng mới kết thúc, sau khi tất cả hạt cát rơi xuống đất, gió không hề thổi, tất cả mọi người mệt tới mức nằm trên mặt đất. Sau khi khôi phục một lúc, mọi người không dám ở nơi này lâu, vội vàng tiến lên. Chuyện này còn không phải thiên địa phong bão nguy hiểm nhất vực sâu nguyên thủy, bằng không cho dù đại đế cũng phải bị oanh sát thành cặn bã, bọn họ nắm lấy đế binh thì có ích lợi gì? Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa lớn thành Giống như thần cầm dương cánh, chương 5199, chín thành tranh bá. Phía trước, một tòa thành trì như thần cầm dương cánh muốn xung kích cửu thiên. "Chúng ta đi tới nơi đó?" Thánh nhân nhỏ giọng hỏi. Chuyện này không cho phép bọn họ không sinh lòng khiếp ý, nguyên nhân vừa rồi bọn họ cũng nhìn ra Thanh Loan thần cầm bay trên bầu trời, có khả năng cực lớn Thanh Loan đại đế đang ở trong thành trì trước mặt. Xông vào lãnh địa một vị đại đế, có ai không run sợ? Không cần nhiều người như vậy chỉ cần mấy người đi lên phía trước dò xét. Lăng Hàn cười nói, chuyện này làm mấy tên thánh nhân thở ra, bằng không trái tim nhỏ của bọn họ thật sự không chịu được. Sau khi thương lượng một chút, do Lăng Hàn, đa gia Phật ba vị chuẩn đế tạo thành đội ngũ xuất phát, tiến vào thành thanh loan xem tình huống. Ngược lại tuyệt đại bộ phận người bị Lăng Hàn thu vào trong cơ thể, khi đó có thể chịu được 200 năm, hiện tại nha, chút lòng thành. Rất nhanh, bốn người đến cửa thành, nơi này vẫn có thủ vệ, nhưng nhìn thấy trong bốn người lăng hàn có một người mặc bạch ngân chiến giáp thì bọn họ cười nói đại nhân là vị nào đại đế môn hạ xem ra bạch ngân chiến giáp là tiêu chuẩn thấp nhất trong môn đồ của đại đế lăng hàn cười một tiếng ta chính là môn hạ chân long đại đế cửu vương ngược lại ra hỏa này đã chết nhưng mà chỉ có lăng hàn nhìn thấy hắn chết đối ngoại nếu chết không thấy xác vậy chỉ có thể nói là mất tích thì ra là cửu vương mời vào thủ vệ vội vàng tránh ra còn rất chi kỷ nói một câu. Cửu vương đại nhân, ngày canh thời gian thật chính xác, chín thành tranh bá cử hành vào ngày mai. a à, cái gì chín thành tranh bá? Đương nhiên Lăng Hàn không hỏi, chuyện này hỏi một chút sẽ lộ ra chân tướng. Đối phương cho rằng mình tới tham gia chín thành tranh bá, nhưng đây là thứ quỷ gì? Lăng Hàn lưu nghi hoặc trong lòng, sau đó phất phất tay, mang theo ba vị đa gia Phật vào thành. Phô trương thật lớn, thủ vệ kia hít khí lạnh, tới tham gia cái tranh tài còn mang theo ba tên thánh nhân sung làm hộ vệ, chuyện này phô trương còn chưa đủ lớn sao. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật ba vị đa gia Phật chính là chuẩn đế, bằng không hắn sẽ phun đầu lưỡi ra ngoài. Sau khi Lăng Hàn vào thành, hắn tùy ý bắt lấy một người tới nơi bí mật, sau đó hỏi thăm. Trên thực tế, người khác nhìn thấy hắn người mặc bạch ngân chiến giáp, bọn họ đã sớm sinh lòng kính nể, tuyệt đối biết gì nói nấy. Sau khi hỏi thăm một phen, rốt cuộc Lăng Hàn cũng hiểu, thì ra ngày mai thành thanh loan cử hành một trận môn đồ đại đế tranh bá chiến phạm vi tham dự là chín đại thành ở phòng tuyến đầu tiên bao quát chân long thanh loan chu yếm chín vị thần thú lăng hàn ban đầu không cảm thấy hứng thú với việc này nhưng mà sau khi hắn biết đứng đầu được ban thưởng tiên dược cấp thủy nguyên thì hắn hưng phấn hắn hiện tại cần nhất chính là vật chất thủy nguyên trong tình huống thân thể của hắn không tịch diệt hắn có thể dung nạp càng nhiều quy tắc đương nhiên vật chất thủy nguyên cũng là thứ khó tìm chỉ có thể giúp ngươi thu càng nhiều quy tắc khi thân thể chưa tịch diệt, không phải chắc chắn có thể dung nạp quy tắc, mấu chốt còn nằm ở người nào. Chỉ có thiên tài có được mới có thể như hổ thêm cánh. Chuyện này thuộc về dệt hoa trên gấm, tuyệt đối không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi muốn tham gia, đa gia Phật nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Lăng Hàn thì biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Lăng Hàn gật đầu, ân, ba người đa gia Phật nhìn nhau, mỗi người đều do dự. Lăng Hàn muốn tham gia trận đấu, vậy chỉ có thể giả mạo môn hạ, chân long đại đế hoặc là cửu vương, hoặc là ngũ vương, nhưng mà nơi này có một đại đế tỏa chấn, muốn giả thần giả quỷ trước mà tồn tại như thế, dễ dàng sao? Một khi bị phát hiện, có thể sẽ bị đánh thành cặn bã. Lăng Hàn, người cần phải hiểu rõ. Hạ Hậu Bình nghiêm túc nói, người có thể là hy vọng tương lai duy nhất. Tiền Dưỡng Hạo cũng nói, Lăng Hàn gật đầu, đúng là như thế nên ta mới cần trưởng thành thật nhanh. Tốt, đa gia Phật gật đầu, người có thể thành đế, tự nhiên sẽ có tâm tính hơn người, một khi hạ quyết định, tuyệt đối sẽ không dao động. Lăng Hàn đưa tay, hắn xóa đi ký ức của người này. Sau đó, hắn bắt đầu đi tới nơi môn đồ đại đế chín thành hội tụ. Tranh bá như vậy không tổ chức thường xuyên, số lần tổ chức ít đến thương cảm, dù sao cần dùng vật chất thủy nguyên ra làm ban thường, có thể thường xuyên cử hành sao. Bằng không là vị đại đế nào cũng phá sản, đi vào địa phương, đó là sân nhỏ đơn sơ, dù sao nơi này cũng là vực sâu nguyên thủy, có thể kiến tạo thành trì đã là chuyện không tưởng tượng nổi, còn trông cậy vào tạo ra vàng son lộng lẫy. Nơi này chính là nơi môn đồ đại đế tạm cư, cửa ra vào có hai thủ vệ, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn đều sinh lòng tôn kính. Đại nhân, bọn họ hành lễ, thân mang bạch ngân chiến giáp, đây là tiêu chuẩn của môn đồ đại đế. Lăng Hàn cười một tiếng, chuyện này thật đơn giản, bớt đi rất nhiều phiền phức cho hắn. Ta chính là Cửu Vương Môn Hạ Chân Long đại đế, hắn cao ngạo nói, Cửu Vương đại nhân hai tên thủ vệ hành lễ một lần nữa bản vương vừa tới các ngươi mang bản vương đi vào đi lăng hàn nói rất ít tránh lộ ra chân tướng tuân mệnh một tên thủ vệ vội vàng mang theo lăng hàn đi vào đừng nhìn nơi này đơn sơ nhưng mà chiếm diện tích rất lớn từng gian phòng san sát lăng hàn không nhìn thấy những người khác nhưng có thể cảm ứng được rất nhiều phòng tỏa ra khí thức chấn động cường đại thánh cấp môn đồ đại đế khẳng định đều là thánh cấp nếu không cũng không có tư cách chạy tới nơi này tranh bá Cửu vương đại nhân, đây là trụ sở của ngài. Tên thủ vệ kia dẫn Lăng Hàn đi vào một nơi ở lại, dường như hắn sợ Lăng Hàn không cao hứng, lại giải thích nói. Ngài tới muộn, cho nên nơi tốt đều bị các đại nhân khác chọn đi. Không sao, Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nhanh chân đi vào phòng. Cửu vương đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, thủ vệ kia lại thi lễ, sau đó quay người rời đi. Lăng Hàn đi vào phòng, ánh mắt quét qua, nơi này càng đơn giản, còn không có cả giường, chỉ có một tấm chiếu trúc, hơn nữa còn không lớn, chỉ đủ cho người ta tĩnh thoả. Nhưng mà, đôi mắt lang hàn lại sáng lên, chiếu trúc là đồ tốt, hắn đưa tay cảm ứng một lần, trong đó có một tia khí thức thủy nguyên, mặc dù không cách nào rút ra vật chất thủy nguyên, nhưng nếu liên tục ngồi trên đó tu luyện sẽ rất tốt. Ha ha, điều kiện nơi này mặc dù gian khổ, nhưng đồ tốt lại không ít. lang Hàn gật đầu, bất kể như thế nào, chiếu trúc thuộc về hắn, tuyệt đối không có khả năng trả lại. Nghĩ biện pháp trộm chiếu trúc ở các phòng khác, hắn lẩm bẩm một đêm qua đi ngày mới đã tới nơi này có mặt trời nhân tạo quá đơn giản không cần đại đế xuất thủ thánh nhân cũng có thể làm được lang hàn đi theo mọi người ra khỏi thành thanh loan tiến vào một ngọn núi lớn nơi này có một tòa quạng mỏ